Cô ơi, cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu ạ? Lầu 6. Sự khác biệt làm nên phong cách của công ty chúng tôi. Hèn gì, mới bước vô đã thấy khác biệt thiệt. Anh trai. Gì? Đi dự thi tuyển người mẫu phải không? Không. Chứ anh vô đây làm gì vậy? Nộp hồ sơ. Đẹp trai, cao ráo như anh, vô đây mà thi người mẫu hả? Đậu chắc luôn. Tôi thi người mẫu làm gì? Làm gì quậy ghét. Trời đẹp trai quá. Anh kia, anh đi đâu vậy? Tôi đi nộp hồ sơ. Hồ sơ ở đâu? Thi người mẫu hả? Tôi tốt nghiệp quản trị kinh doanh mà thi người mẫu làm gì? Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi đọc báo được biết là công ty đang tuyển tiếp thị với lại phó phòng trưởng phòng, cho nên tôi... Thôi được rồi, anh đưa hồ sơ đây. Anh vô trong ngồi đợi nha. Dạ, cảm ơn. Anh trai, sao ngồi đây dọ, đợi em nào phải không? Tôi không có giỡn nghe. Làm gì vậy? Giỡn chút xíu không được thôi. Trời ơi, làm như đẹp lắm vậy. Học cái trai này thôi, kiếm trai khác. Xin mời anh Hoàng Nam. Dạ, cảm ơn. Mời anh. Cảm ơn. Chào bà giám đốc. Anh lại đây. Đi chậm chậm thôi. Đứng lại. Rất tốt, rất hoàn hảo. Mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn bà giám đốc. Tôi đã đọc hồ sơ của anh rồi. Anh tốt nghiệp loại giỏi. Rất tốt. Vậy nguyện vọng của anh là gì? Một công việc phù hợp với khả năng của mình. Ok. Anh đã có công việc rồi đó. Tôi nhận anh. Cảm ơn bà giám đốc. Tuy nhiên, có một vài việc mà anh cần phải thay đổi. Dạ. Xin bà giám đốc cứ hướng dẫn cho. Thứ nhất, anh không nên gọi tôi là bà giám đốc, tại vì tôi chưa có gia đình. Tôi hiểu rồi, thưa cô giám đốc. Anh thông minh lắm. Thứ hai, tôi biết anh rất tự hào về vẻ bề ngoài của mình. Anh đẹp trai, nhưng mà đây là công ty thời trang, cần phải thay đổi về cách ăn mặc sao cho phù hợp. Nhưng mà không sao, sẽ có người lo cho anh việc này. Dạ, cảm ơn cô giám đốc. Nhưng mà cụ thể là tôi làm công việc gì ở trong công ty này ạ? Anh sẽ làm trợ lý của tôi.
em nghe nè. Alo Nhã Trân hả? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công ty nè, với lại Lam Anh và Bội Châu. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở công ty thời trang tương lai. Anh báo cho em tin vui nè. Tin gì? Anh đã được nhận vào làm việc ở công ty tương lai rồi. Anh muốn gặp em. Không có vui. Vậy thì anh tới công ty Đại Phát đi. Em, Lam Anh và Bội Châu đang có mặt đầy đủ ở đây nè. Mình hẹn chỗ khác đi. Anh không muốn tới đó. Tại sao? Công ty nhà em mà. Tụi em sẽ phụ trách phòng tiếp thị. Lẽ ra anh không nên tìm việc ở một công ty khác. Anh sẽ có một vị trí thích hợp ở đây. Em đã tính hết cho anh rồi. Nhưng anh không thích làm ở đó. Anh không thích cái gì được sắp xếp bởi bàn tay người khác. Cho dù người đó là em đúng không? Anh xin lỗi đã làm phật ý em. Tuy nhiên anh không muốn có mặt ở công ty Đại Phát. Vì còn một lý do quan trọng hơn. Nhưng thá thế nhỉ. Em hiểu. Anh không muốn ba em nghĩ là anh tới công ty làm để đào mỏ. Anh thích tự lập hơn. Em cần phải hiểu cho anh điều đó. Nhưng bây giờ em cần gặp anh ở công ty. Em muốn cho mọi người thấy anh. Em à, có cần thiết vậy không? Cần. Bởi vì điều đó chứng tỏ tình cảm mãnh liệt của chúng ta. Anh phải đến đó. Thôi được rồi, anh sẽ tới. Khi nào tới, nhà máy cho em xuống nha. Ừ, anh biết rồi. Chuyện gì vậy? Anh Hoàng Nam mới xin được việc làm ở công ty mới. Cái này là phải khao đó nha bà. Khao gì? Hai bà đừng có thừa nước đục thả câu nha. Câu gì? Câu được gì? À, câu được anh Hoàng Nam. Bây giờ tôi sẽ đưa hai bà tới nhận nhiệm sở ngay ngày hôm nay, gặp tổng giám đốc công ty Đại Phát. Sao gấp quá vậy? Hai đứa tụi tôi chưa chuẩn bị gì hết á. Lá đơn xin việc cũng chưa có nữa. Nè, bà làm tụi tôi ngợp rồi đó nha. Gì đâu mà mới đi tham quan mấy phòng ban với phân xưởng chưa kịp ráo mồ hôi gì hết. Bây giờ lại đi trình diện giám đốc. Ê, vậy sao bà không dẫn tụi tôi đi vô phòng tài vụ lãnh lương luôn vậy? Hôm nay là ngày tốt, đi làm lấy ngày thôi. Hồ sơ bổ sung sau. Trưởng phòng tiếp thị nhận là được. Biên chế phòng tiếp thị có hai phó. Hai bà làm phó cho tôi là được rồi. Nhã Trân, tôi tóp vụ này giùm tôi một cái. Trời ơi, bà làm tôi chóng mặt quá rồi đó. Làm gì mà lẹ dữ vậy? Chưa thử việc, chưa tập sự mà đã nhảy lên phó phòng rồi. Coi chừng bị người ta dị nghị đó bà. Đúng rồi đó. Ê, hay là trước mắt á, cứ để tụi tôi làm nhân viên trước đi. Rồi khoảng 6 tháng sau, bà coi tụi tôi có làm được không? Rồi bà hãy tính tiếp với tụi tôi. Chứ bây giờ, bay với tốc độ như tên lửa giống như vậy á, tụi tôi nghi tụi tôi đứt bóng sớm quá. Làm gì là không chờ đợi cơ hội thuận lợi tới với mình. Phải tìm kiếm, phải chớp lấy cơ hội trước. Qua 6 tháng biết bao nhiêu là thay đổi. Đời là vô thường mà. Bà tính sao bà? Sao tính bà? Lộn, bà tính làm sao? Trời đất. Mang tiếng là tốt nghiệp đại học kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh, mà không làm nổi phó phòng tiếp thị. Thôi, hai bà về lấy bằng vô đây. Lấy bằng làm gì? Nộp cho công ty hả? Trả lại cho nhà trường. Công ty Đại Phát không nhận những người yếu bóng vía như hai bà đâu. Thôi mà mệt bà quá. Tôi nhận được chưa? Tôi cũng nhận theo. Vậy mới là bạn tốt của Nhã Trân chứ. Ghét hồ một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại không thành hết trơn. Gì trước quốc vậy? Vô duyên dễ sợ. Đây. Vô đi. Con dắt làm anh nhà Bội Châu tới nè ba. Con chào bác. Dạ con chào bác. Ngồi đi à. Tụi con. Dạ. Bác khỏe không bác? Bác vẫn bình thường.
À, hai phó phòng tiếp thị mới đây phải không? Dạ, hôm nay con đưa bạn con tới để ba ra quyết định đó. Nhà Trần đã quyết định rồi á, thì bác phê chuẩn ngay. Ê, dạ. Chúc mừng hai phó phòng mới của công ty Đẹp Phát. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Uống nước đi tụi con. Dạ. Dạ chào anh. Anh vào gặp ai? Dạ tôi gặp cô Nhã Trân. Anh tên gì? Dạ Hoàng Nam. Thôi được, anh vào đi. Dạ cảm ơn anh. Nè. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ tụi con chính thức là nhân viên của công ty Đại Phát rồi đó nha. Dạ, tụi con cảm ơn bác nhiều ạ. À. Dạ, vậy thôi, bây giờ tụi con xin phép bác ạ. Dạ, con chào bác. Dạ, giờ con đi luôn nha bác. À, Nhã Trân, chào bác chút. Hai đứa ra ngoài đứng đợi Nhã Trân chút nha. Dạ. Dạ, giờ con chào bác. Đi trước nha. Dạ. Cái gì vậy ba? Tấn Trung không nói gì với con sao? Dạ, không. Nói gì vậy ba? Tối nay Tuấn Trung bay về Mỹ rồi con. Ủa sao anh không nói gì với con? Để con liên lạc với ảnh thử. Con nên tiễn Tuấn Trung. Bà biết nó rất yêu con. Không hiểu tại sao hai đứa lại không tiếp tục. Dù sao bà cũng mong một ngày nào đó hai đứa sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Con cũng rất quý mến anh ấy, nhưng hôn nhân tình yêu lại là chuyện khác. Ba yên tâm đi, chắc chắn con sẽ đến tiễn ảnh mà. Con đi nghe ba. Không ngờ công ty Đại Phát lại lớn như vậy. Thực ra đi làm quản trị phải ở công ty quy mô như vậy mới đáng. Thỏa chí tung hoành. À, mà lên chức giám đốc công ty thời trang thì chết em Nhã Trân nhà mình đó nha. Lúc đó mấy em chân dài dây quanh anh Nam. Trước sau gì thì... Thì sao? Thì cũng mất dạc chứ làm sao. Quên đi, còn phía tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu. Nghe chưa? Tôi chấp hết mấy em chân dài đó luôn á. Phải không anh? Anh trả lời em đi. Đúng rồi em, chấp hết luôn. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Đúng là bà la sát đó nha. Giọng điệu ăn hiếp chồng quá thể à. Em có ăn hiếp anh hôn vậy anh Nam? Trời ơi. Nói chung là cũng có. Thì chết. Được lắm, thù này ta sẽ trả. Dữ quá, dữ quá. Trả đi, trả đi. Tuấn Trung à, con qua bên đó có chuyện gì nhớ điện thoại cho mẹ liền nha. Liền sao được, bà phải để con nghỉ ngơi một chút xíu chứ. Bay một mạch cả chục tiếng đồng hồ chứ ít sao. Qua tới bển nghỉ khỏe gọi lại cho bà mấy hồi. Em thương con chứ bộ. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con qua tới bên đó vô nhà đầu tiên con sẽ gọi cho mẹ liền. Nhưng mà mẹ nhớ bắt máy nha, không là con buồn á. Anh chị sắp xếp công chuyện qua Mỹ thăm cháu một chuyến đi, sẵn tiện đi du lịch luôn. Anh chị nè, tôi du lịch Mỹ đang khuyến mãi nên người ta đi nhiều lắm đó. Nè, năm tới qua Mỹ chú sẽ đến Cali để gặp con đó. Khi nào bác chuẩn bị đi á, bác gọi điện thoại cho con nha, để con đón bác. Tất nhiên rồi. Anh à, Nhã Trân tới rồi. Dạ kìa. Ba má, con chào hai bác. Chào cháu. Nhã Trân, xin lỗi anh em tới trễ. Có gì đâu, quan trọng á là em đã tới đây được rồi.
Sao kỳ vậy ông? Kỳ cổ gì ai biết, bữa nắng nay mưa ai biết được. Anh đi mạnh giỏi nha. Em không hỏi là chừng nào anh về hả? Em biết chắc anh sẽ về mà. Thôi, cô đi nghe ba mẹ. Cô đi nghe ba. Được rồi, con đi đi. Cô chào ba, chào mẹ. Dạ, cô chào hai bác. Chào con. Anh đi nha Trân. Con đi mạnh giỏi nghe. Cảm ơn bác. Nè, qua bển, nhớ ăn uống cẩn thận nghe chưa? Con biết rồi. Bye bye, ba mẹ. Giữ sức khỏe nghe con. Tạm biệt mọi người. Anh thấy các cô gái này như thế nào? Đẹp không? Dạ, họ rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Vậy anh có thích họ không? Theo nghĩa nào? Đêm nay trên một chiếc giường chẳng hạn. Chỉ sợ nói cô không tin thôi. Nhưng mà anh chưa nói. Tôi không thích. Anh có phải là đàn ông không? Sao vậy? Nhìn tôi giống đàn bà lắm sao? Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà anh làm tôi ngạc nhiên đó. Vì tôi không thích phụ nữ đẹp và hấp dẫn giống như vậy, đúng không? Như vậy là anh đã có câu trả lời rồi mà. Thật ra tôi đang thích một cô gái. Và tôi sẽ không thích một người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy đâu. Vậy người phụ nữ may mắn đó là ai vậy? Anh chưa lập gia đình mà. Tôi vẫn còn độc thân. Vậy người phụ nữ kia là gì của anh? Chưa phải là vợ, vì chưa cưới. Nhưng nói chung là trên mức bạn bình thường. Như vậy là già nhân ngại, non vợ chồng. Câu đó rất hay, nhưng mà tôi không sử dụng trong trường hợp này. Chúng tôi không phải vậy. Giờ anh đã chấm được người nào chưa? Mỗi người một vẻ, nói chung là tất cả đều đẹp. Anh chỉ là trợ lý của giám đốc thôi, chứ chưa thể nào làm ban giám khảo được. Tôi đâu có tham vọng chấm điểm ai đâu. Tôi chỉ cảm thụ họ thôi. Tôi xin phép ra ngoài một chút nha. Ủa, anh ra ngoài làm gì? Tôi chóng mặt quá. Nhưng mà anh không được đi về đó. Cô yên tâm đi, tôi chưa thể về khi cô chưa cho phép tôi. Gọi đi, gọi đi, gọi, gọi đi, gọi.
Ê, tụi bay, thằng Nam kìa. Giờ sao anh? Bây giờ anh tính sao? Anh muốn tôi xử nó khô hay là ướt? Bây giờ xử khô thôi, nhưng mà từ từ, chưa phải lúc. Ừ. Anh buồn ngủ hả? Hay là anh về trước đi? Tôi buồn ngủ thì, nhưng không sao. Tôi không có thói quen đi về trước khi buổi diễn chấm dứt. Gọi gì chân? Anh nghe nè. Anh làm gì từ chiều giờ mà không điện thoại cho em? Anh bận đi công tác với giám đốc. Anh định chừng nào xong việc rồi anh mới gọi cho em. Anh xin lỗi nha. Hình như giám đốc của anh là nữ phải không? Bà hay cô? Là cô. Anh nói với em rồi mà. Thôi đừng có nghi ngờ anh nữa được không? Thôi em ngủ ngon nha. Đừng có mộng mơ nữa. Ha? Chào anh. Ngủ ngon. Quá ra anh lấy cớ ra đây là để đùa giỡn với một em nào đó à? Thưa giám đốc, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Vậy sao trong hồ sơ của anh ghi là còn độc thân? Ừ. Tại vì chúng tôi chưa làm đám cưới mà. Tôi chỉ đùa với anh một chút thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Anh đi với tôi. Đi. Đi làm cái chỗ gì đâu không biết, kêu vô công ty làm nhất quyết không chịu. Người gì đâu mà lì lợm ngang bướng dễ sợ luôn à. Có hoài mà không nghe. Ủa sao anh đi xa tôi quá vậy? Dạ. Tôi vốn là người sợ ma nên mới cần anh đi cùng. Anh đi như vậy thì cũng như không. Ở đây đông người vậy mà cũng có ma sao? Có chứ. Nhất là ở trên lầu nè, tôi gặp hoài à. Mà anh có sợ ma không? Có ma đâu mà sợ. Ma chỉ là sự tưởng tượng của những người yếu bóng vía thôi. Quan tưởng. Anh nói tôi quan tưởng hả? Tôi cũng có ý đó. Kể ra thì tôi cũng quan tưởng thật. Đã 40 tuổi rồi mà vẫn muốn làm bạn với người trẻ tuổi hơn mình. Đã vậy mà anh ta còn đẹp trai và còn quyến rũ nữa chứ. Tôi nghĩ là tình yêu không nên phân biệt tuổi tác. Anh thấy tôi có gì sai? Tôi nghĩ là không có gì. Nhưng quan trọng là anh ta có biết tình yêu của cô dành cho anh ta không? Chắc là không. Vậy theo anh tôi phải làm gì? Rất tiếc tôi không phải là chuyên gia tư vấn về tình yêu. Vấn đề này tôi không rõ lắm. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh vốn là người không có khiếu về vấn đề này. Anh không cảm nhận được tình cảm của một người phụ nữ đã dành cho anh. Cô nhận xét về tôi rất đúng. Cô có sao không vậy? Cô ổn không? Tôi chóng mặt quá. Chắc là cô làm việc quá sức rồi. Tôi mệt quá. Anh đưa tôi về phòng một chút được không? Phòng nào? Đó.
Cô cẩn thận đó. Cô ngồi xuống đây đi. Cô thấy sao rồi? Cô có mang thuốc theo không vậy? Anh có thể vuốt ngực cho tôi được không? Không thể được. Anh hãy giúp tôi đi mà. Mà giúp cái gì mới được chứ? Thì hãy vuốt ngực cho tôi nè. Không được, tôi không thể. Nó ra kìa. Đi. Tụi bây chặn nó lại đi. Dạ. Nhớ lời tao dặn, chỉ đánh vàng mặt thôi nha. Dạ. Đi. Có chuyện gì vậy? Ca là ai? Mày không cần biết ông nội của mày là ai. Ca muốn gì? Sẽ tiêu quyết được không? Mày sợ rồi phải không? Nếu sợ thì quỳ xuống. Xin hứa từ nay sẽ không quấy rối con gái của ông Lâm nữa. Mai ra tụi ta còn thương tình tha cho mày. À, thì ra ông ta muốn tụi bay hành hung tao. Hay. Đã vậy, tao liều sống chết với tụi bay. Nói, ai muốn tụi bay hành hung tao hả? Tao đã nói rồi, chính ông Lâm chủ công ty Đại Phát. Đại ca, do tụi em kẹt tiền xài quá nên tụi em mới làm liều thôi, không ngờ đại ca dữ quá. Đại ca tha cho tụi em lần này nha. Đại ca, tao không muốn nhìn mặt tụi bay lần nữa. Biết. Dạ, cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Hai thằng gà mơ, chuyện gì làm cũng không xong nữa. Nói chung á là bác ủng hộ hết mình cái chuyện làm của mấy đứa. Nhưng mà vậy nè, bác chỉ ngại có một điều thôi. Dạ. Chuyện gì vậy bác? Gì vậy? Mở quán á cũng có cái hay là bác sẽ trổ tài nấu nướng nè. Trời ơi, bảo đảm nha, khách ăn là ghiền luôn á. Có người tự tin quá đáng cờ. Cái bà này lâu lâu sư mẫu mới được VA chứ bộ. Mà cô nói ngại là ngại điều gì? Bác ngại là khi mở quán sẽ ảnh hưởng tới cái phọt của Lan Anh. Má xấu con gái của má không ạ? Má nói thiệt mà, ăn dữ lắm á. Con gái của má ăn kem number one luôn nè. Number one luôn. Thôi bà. Bác nhớ không làm thì trước khi mở gara, bà còn có giao cho con quản lý một đội xe tải. Dạ đúng đó bác. Vậy con còn làm không? Dạ còn, nhưng mà chán lắm bác ơi. Sao chán? Con làm cố sát, nhưng mà bao nhiêu ba con vớt hết,
đi bao cho mấy con nhỏ. Còn con chẳng được bao nhiêu. Người ngoài nhìn vô tưởng là con ngon lắm, mạnh lắm. Nhưng mà ngược lại con có gì đâu. Chẳng qua con chỉ là một đứa làm công ăn lương thôi. Vậy thật ra con muốn làm sao? Nói bắt nghe đi. Con á, con muốn làm chủ một salon mô tô. Con khoái nhất là món đó. Chứ bác thấy đó, người con phong độ như vậy mà đứng coi camera, người ta nhìn vô, trời đất ơi. Thôi, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy buồn. Ổng lẽ con với ổng là cha con mà con làm lớn ra chuyện này. Người ta nhìn vô, người ta cười thúi mặt luôn đó. Ừ, con nghĩ vậy cũng đúng. Trước sau gì cái gia tài này cũng thuộc về con thôi. Lúc đó thì... Dạ, gia tài thuộc về con. Nhưng mà tới lúc đó thì con mọc râu chống gậy rồi. Thời gian nó đâu có chờ mình đâu bác. Vậy nếu có người đem đến cho con một công việc để con có thật nhiều tiền, con mở salon ô tô, con có làm không? Bác, việc gì vậy bác? Chúng ta sẽ thành lập một công ty cổ phần. Mỗi người sẽ tự đóng góp cho cổ phần của mình. Tôi làm gì mà có tiền để góp bà? Thì mình góp cái mặt bằng kìa con. Bác nói đúng đó. Cổ phần của bác và Lam Anh sẽ làm mặt bằng này. Mắc lắm chứ bộ. Nhưng anh và bộ Châu lấy tiền đâu mà góp? Anh và em cũng có giá lắm chứ bộ. Nhất là anh đó, anh là vô giá luôn á nha. Có người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô để có anh đó đó. Nói thêm bài tập bạc không à? Chúng tập lực cùng lắm chứ. Anh Hoàng Nam và bà, tôi sẽ cho mượn, sau này trừ lương dần. Nhưng mà lỡ bán ế thâm thục vốn rồi anh không có tiền trả lại thì sao? Tôi cũng sợ mắc nợ lắm. Nợ không hoàn lại được chứ? Thiệt không? Nói thì nói vậy thôi, chứ đã bắt tay vào làm rồi thì phải cố gắng xin lời chứ, đúng không? Đúng rồi. Đây là tài sản chung của mọi người mà, đúng không? Cố lên. Cô nữa. Ủa bác nữa hả? Dạ. Tưởng già rồi không được tham dự chứ. Yeah. Ở đây không có người già, chỉ có người cao tuổi thôi. Má còn trẻ mà. Ừ, đúng vậy. Ông ăn cơm đi. Nhà Trần đâu? Con nó nói no rồi, đang nằm trên phòng á. Dạ canh nè bà chủ. Chị. Dạ. Lên lầu á, kêu nhà Trần xuống đây cho tôi. Dạ. Nhã Trân ơi, Nhã Trân. Nhã Trân ơi, dì Tư nè con. Nhã Trân ơi. Nhã Trân ơi, xuống ăn cơm con. Nhã Trân. Nhã Trân. Nhã Trân ơi, Nhã Trân, xuống ăn cơm con ơi. Nhã Trân, ông bà chủ đang đợi con kìa. Nhã Trân. Nhã Trân. Thưa ông, cô Nhã Trân chắc ngủ rồi hay sao á? Tôi gọi hoài mà không có được. Anh à, lúc nãy con nó đi về em thấy nó hơi mệt. Thôi mình ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Ăn cái gì mà ăn? Bà có biết là con gái của bà đang chống đối với bà nó hay sao? Không phải là tôi không thấy, nhưng tôi nghĩ đó chẳng qua là xích mích nhỏ nhỏ mà thôi. Gia đình nào mà lại không có.
ông cũng nên rộng lượng mà tha thứ cho nó. Dù sao con nó cũng còn... Còn nhỏ phải không? Dám đương đầu chống đối với tôi mà bà nói nó còn nhỏ hả? Để coi nó chống đối với tôi được bao lâu nữa. Kính thưa giám đốc công ty Đại Phát, kể từ hôm nay tôi thông báo từ chức trưởng phòng tiếp thị và nghỉ việc tại công ty. Có chắc là thằng Sơn vô đây ông Tám? Tao thấy rõ ràng nó ngồi với bọn Sủ Trọc. Mày yên tâm đi, lần này đố nó chạy đâu cho thoát. Tao mày dụ quýnh cho nó một trận cho biết mà. Từ từ, chờ bọn Sủ Trọc nó đi đã. Đợi nó ngoài này rộng rãi hơn. Dạ quý khách dùng gì ạ? Cho anh ly cà phê đá được rồi em. Dạ. Rồi, lại lên. Thằng này đẹp trai quá chứ. Nói thiệt đi, tình địch của ông hả? Không. Thôi, vô vấn đề đi. Bây giờ hai anh có làm không? Mày tính sao? Tụi này chưa hề từ chối một ai. Nhưng mà tụi nói trước để khỏi mất lòng nha. Coi giá cả được, tụi này mới tính. Hai anh yên tâm, tiền bạc thì tôi không thiếu gì, miễn sao kết quả thành công mỹ mãn là được. Đánh gãy hai chân nó cho nó tàn phế, hai anh tính bao nhiêu? Hai chân, 20 chai, không bớt một cắc. Tôi cũng không cò kè bớt một thêm hai với hai anh làm gì. Tôi đồng ý. Cách thanh toán tiền như thế nào? Sau khi hợp đồng miệng được thỏa thuận, Huynh á phải trầm cho tôi một nửa, tức là 10 chai. Nhưng mà nhận tiền rồi, vì lý do gì hai anh không thực hiện được thì sao? Đây nè, trừ khi hai đứa tôi chết hoặc thằng đó chết mới bị hợp đồng. Nếu không cứ chơi. 10 chai còn lại thanh toán trong vòng 3 ngày sau khi thằng đó ngồi xe lăn. Ok. Chừng nào ra tay tụi tôi ngứa ngáy lắm rồi đó. Khi nào tôi nhận được tiền trong tay thì tôi sẽ báo hai anh. Mình còn gặp nhau nữa mà. Ê, nó ra kìa. Sao không thấy thằng Sơn vậy? Nó kìa, đi. Chào anh Sơn, lâu quá không gặp, anh khỏe không? Dạ, em khỏe anh. Lâu quá không gặp, anh Sơn ngồi nói chuyện chơi chút nha. Dạ thôi, để bữa khác đi, bữa nay em bận phải về công ty rồi. Bận cái gì? Bận cái gì dẹp quán bên đi. Vô đây uống ly cà phê cái đã. Đi. Ừ.
Em biết lỗi rồi. Anh Tám và anh Linh thông cảm. Số tiền đó em... Số tiền 15 chai mày đưa trước 7 còn 8, bây giờ mày tính xù hả? Lưới trời lồng lộng, mày trốn không có được đâu. Dạ đâu có đâu anh. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tiền của tụi tao mày không trả, bây giờ mày bắt vào tội sổ trọc. Bộ mày tính giỡn mặt với tụi tao hả? Dạ, hai anh nghe em nói đã. Mày nói cái gì? Dạ. Để nó nói. Mày nói đi. Vụ hai anh đánh thằng đó không thành, nó không có hệ hấn gì á, cho nên ông chủ của em không có chịu trả tiền cho hai anh. Tại thằng đó có vỏ nên nó mới không sao. Mày thấy tụi tao đánh nó mà. Dạ, thì em có thấy. Vậy là được rồi. Tụi tao có đánh nó, có cảnh cáo nó. Nói với nó là từ nay không được đến quấy rầy con gái con chủ mày. Không lẽ mày muốn tụi tao giết nó luôn sao? Dạ em biết. Nhưng mà thằng đó nó có chịu nhả con gái ông chủ ra đâu. Cho nên ổng... Cho nên ông chủ của mày xù tiền của tụi tao chứ gì? Tụi tao sẽ tới công ty gặp ông chủ của mày. Ê, ê, anh đừng đến công ty nha. Hai anh mà đến công ty hả? Là bị tóm liền đó. Bảo vệ đó đông lắm á. Mày gặp bọn sửu trọc để làm cái gì? Đâu có làm gì đâu anh. Chỉ uống cà phê nói chuyện chơi thôi à. Cái miệng mày cũng dẻo lắm. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Có phải mày muốn hai đứa nó khử thằng kia không? Dạ. Dạ đâu có đâu anh. Mày cho rằng tụi tao không làm được việc nên nhờ hai đứa nó phải không? Mày có tin tao cắt cái lưỡi của mày để chấm muối ớt ăn không? Mày dám giỡn mặt với hai ông nội mày hả? Dạ dạ. Dạ không có. Em xin hai anh thương em. Đây là lệnh của ông chủ của em thôi, chứ em đâu có dám hỗn với hai anh đâu. Là lệnh của ông chủ mày hả? Được. Thiệt không? Thôi được rồi. Bây giờ mày nói thiệt đi. Tụi tao tha cho mày. Dạ. Em đội ơn hai anh. Mày nói đi. Ông chủ mày mướn hai thằng đó để làm gì hả? Nói. Dạ. Nói. Dạ. Qua trái xíu. Qua trái xíu. Dạ dạ. Được chưa anh? Coi chừng lúc lắc quá nha. Rồi. Gắn vô. Dạ. À, coi chỗ này nè. Rồi rồi rồi. Được rồi. Đẹp ha. Ủa? Cô thấy được không? Sao lấy tinh quá sinh viên vậy con? Trước hết, bốn đứa tụi con muốn kỷ niệm thời sinh viên tươi đẹp của tụi mình. Sau nữa là muốn giúp cho khách quay trở lại thời đi học. Phục vụ bàn sẽ là những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, kiếm tiền để trang trải việc học. Còn bài trí trong quán thì cũng nhẹ nhàng, giản dị, giống như tinh thần của sinh viên. Dạ Trân á, làm cho mẹ nhớ tới ba của Lam Anh. Hồi xưa hai bác cũng học chung lớp với con vậy nè. Thương nhau lắm cho nên mới lọt ra con nhỏ này nè. Vậy mà bây giờ con mới nghe má kể á. Rồi sao? Thì đó, bây giờ nghe mới biết rồi đó. Đây là kết quả của một tình yêu tốt đẹp, một tình yêu không biên giới. Bà đừng có lợi dụng dỗ mông tôi nha. Hai cái đứa này. Thôi, có điện thoại kìa. Alo. Chào cô Nhã Trân, con gái rượu của giám đốc công ty Đại Phát. Ông là ai, tại sao lại biết tôi? Rồi cô sẽ biết thôi. Tôi muốn gặp cô. Tôi không biết ông là ai, tại sao tôi phải gặp ông? Xin lỗi, tôi đang bận. Khoan đã cô Nhã Trân. Có người muốn ám hại anh Hoàng Nam, người yêu của cô. Tôi chỉ nói sự thật, tin hay không thì tùy cô. Bây giờ ông muốn cái gì? Tôi muốn gặp cô để nói cho rõ hơn và kỹ hơn. Người yêu cô đang bị đe dọa rất nghiêm trọng. Được rồi, tôi sẽ tới. Ông nhắn địa chỉ cho tôi, 5 giờ chiều nay tôi sẽ gặp ông. Ok. Em à, có chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi anh? 4 giờ. Một tiếng nữa. Anh chở em đi tới chỗ này, có chuyện gấp. Nhưng mà đi đâu mới được chứ, đang làm việc mà. Có chuyện quan trọng lắm, đi liền đi anh. Con đi đây có chút việc, lát nữa con sẽ về. Bà đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Có chuyện quan trọng.
Mệt quá, chắc là người ta đi giải tỏa một chút. Bà cứ thọc kỹ bánh xe hoài. Chào cô, con đi. À, đi trước đi à. Chạy cẩn thận á. Có biết chuyện gì không vậy? Dạ không, dạ không. Chào cô Nhã Trân. Chào, chào cô. Anh bà Nam. Mời chị ngồi. Dạ mời. Anh chị uống gì? Thôi được rồi, có chuyện gì hai người nói đi. Anh Hoàng Nam, anh quên hai đứa tụi tôi rồi sao? Nói, ai muốn tụi bay hành hung tao hả? Là ông Lâm, chủ công ty Đại Phát. Tao không muốn nhìn mặt tụi bay lần nữa. Biết. Thì ra là hai người. Bây giờ hai người muốn gì đây? Chuyện gì vậy anh? Hai gã này chặn đường đánh anh. Vậy mà các anh còn dám hẹn tụi tôi ra đây? Các anh không sợ tụi tôi báo công an hả? Chúng tôi á, chỉ là bọn đâm thuê chém mướn kiếm ăn qua ngày. Nhưng cô á, không nên báo công an vào lúc này. Chị sẽ không có lợi cho cô và anh Hoàng Nam đâu. Bịa đặt. Các anh vô cớ đánh người, bây giờ còn nói lời nhân nghĩa sao? Chúng tôi không hề đánh anh vô cớ, mà có người thuê trả tiền đàng hoàng, có hợp đồng hẳn hoi, dù chỉ là hợp đồng miệng. Ai thuê các anh? Bao nhiêu tiền? Lẽ ra chúng tôi đã nhận đủ số tiền ngay đêm đó, nhưng vì anh Hoàng Nam phá nên chúng tôi đã bị trừ tiền. Tôi phá hả? Tôi vừa bị các anh chặn đường đánh, rồi bây giờ nói là tôi phá là sao? Thật là vô lý. Vì người thuê chúng tôi yêu cầu á, anh phải bị gãy giò và ngồi xe lăn. Trời đất, có chuyện đó hả? Vì anh giỏi võ nên chúng tôi không làm được gì nên phải bỏ chạy. Nếu không thì phải bị công an nắm đầu. Anh phá là phá vậy đó. Nhưng tôi có thù oán gì với ai đâu. Anh cưỡng được một cô gái đẹp như vậy mà nói là không gây thù chuốc oán với ai sao? Là ba tôi mướn các anh. Cô đúng là một người thông minh, nhưng ông ta là một người ăn quỵt, không trả hết số tiền đã hứa cho chúng tôi. Ba tôi mướn các anh bao nhiêu? 15 chai, trả 7, còn lại 8. Vì 15 chai bia mà các anh lại đánh người ta gãy chân như vậy? Các anh có phải là con người không vậy? 15 chai tức có nghĩa là 15 triệu đó cô à. Tụi tôi là loại người gì hả? Cô về cô hỏi thằng Sơn và ba của cô là biết liền à. Vậy bây giờ các anh muốn gì? Muốn tôi trả tiếp 8 triệu còn lại hả? Các anh tìm làm người rồi. Nè cô, cô có muốn nghe cái tin này không? Tin gì? Anh cứ yên tâm, thằng Đạt này mà ra tay thì không làm mẻ của anh một xu nào đâu. Tốt, sao? Mấy chuyến hàng lần trước có đứa nào dòm ngó không? Tất nhiên là có rồi, bên giao thông lúc nào mà không dòm ngó. Nhưng mà chỉ cần vài ngày thôi là mình chuyển hết. Sao mày không báo lại cho tao, để trả tiền cho mày? Có nhiều đâu, anh đừng có lo. Tiền anh lì xì cho em còn nhiều hơn nữa mà. Tao cũng mong là chuyến hàng này sẽ thành công. Sau đó, tao sẽ mở một cái salon mô tô. Lúc đó mày sẽ coi salon mô tô cho tao. Thiệt hả anh Duy? Tao giỡn mày sao? Cảm ơn anh. Thôi được rồi, đi. Dạ.
Con đi đâu vậy Nhã Trân? Dì Tư có nhớ số điện thoại của con không? Dì nhớ chứ. Con không có gọi về được. Thỉnh thoảng không có ai ở nhà, dì Tư gọi cho con nha. Con bỏ nhà đi thiệt hả? Con suy nghĩ kỹ chưa Nhã Trân? Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà con. Sao con lại bỏ nhà đi như vậy? Con đã quyết định rồi. Dì Tư đưa cái này cho má giùm con. Nhưng mà con đi. Con đi chừng nào con về vậy Nhã Trân? Con không thể nói với dì được. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con cũng vậy nha. Sức khỏe của con yếu lắm đó. Con cũng thường hay ho. Những lúc trở trời con nhớ quấn khăn lên cổ nha Nhã Trân. Cảm ơn dì. Dì cũng vậy nha. Thôi dì xuống mở cửa giùm con đi. Con để dì xách cho. Con xách được rồi. Nhã Trân, con à, con đi vì nhớ con lắm đó Nhã Trân. Thỉnh thoảng dì Tư gọi cho con nha. Chúng tôi không hề đánh anh vô cớ, mà có người thuê trả tiền đàng hoàng, có hợp đồng hẳn hoi. Dù chỉ là hợp đồng miệng, anh cưỡm được một cô gái đẹp như vậy mà nói là không gây thù chuốc oán gia sao? Là ba tôi mướn các anh. Gia đình người ta thì quá giàu, còn nhà mình... Em thấy má nói đúng đó anh hai. Em chỉ e là... Về chuyện đó con và Nhã Trân đã lường trước rồi. Vậy gì Năm mới đi chợ về hả? À gì Năm, khu của mình có an ninh không gì Năm? Cậu mới về nên không biết chứ khu này yên ổn lắm, chẳng hề có trộm cắp hay scam ma túy gì trơn á. Dạ cảm ơn gì nha. Quán mình mới khai trương mà buôn bán được gì mừng quá con ha. Dạ cũng nhờ cô nấu ăn ngon đó. Chính xác luôn. Gì vậy? Tôi pha cà phê cũng ngon mà sao không thấy ai khen vậy ta? Bởi vậy người ta nói thế gian này còn đầy rẫy sự bất công đối với tôi. Nè, muốn khen phải không? Vậy tôi khen bà nha. Trời ơi, quán cà phê này hấp dẫn và ngon quá. Bà khen cũng như không, bà có biết uống cà phê đâu mà khen. Kệ tôi. Hai cái bà này. Ê, anh Nam tới kìa. Chào cô. Chào anh. Chào mấy em. Hello anh. Bây giờ đã có mặt đông đủ tất cả mọi người, con xin tuyên bố với mọi người một tin. Trời, bày trò gì nữa đây? Tụi con sẽ tổ chức đám cưới.
Chúc mừng con nha. Con nói với mẹ con chưa? Dạ, con sẽ gọi điện để nói với má con liền. Vậy hả? Còn ba con? Con xin lỗi bác, nhưng con không mong có mặt ba con trong đám cưới của con. Khách vô kìa. Tới kìa con. Con vô lấy nước nha má. À. Dạ mời. Cho cái ly phê đá nè. Dạ. Ly phê đá luôn nha. Nói tới đám cưới dạ. Mà mặt trơn nó buồn dạ. Quá. Quán này còn thoáng mát vậy ha. Dạ. Lý tưởng nha. Ừ. Cho nên làm ăn sao? Ơ, khách vô. Đi lo cho khách dạ, đi con. Dạ. À, mời vô con đây ngồi. Ngồi chơi nghe. Bác chuồn chút nha. Dạ. Chuồn đổi làm ăn gì? Vậy mời hai anh. Xin chia vậy em nghe nói anh cũng. Vẫn liên lạc với nó. Tôi cấm bà. Bà nghe rõ chưa? Tôi nghe. Nhưng nó là con tôi. Nó gọi cho tôi. Tôi không thể không nghe được. Không có con cái gì hết. Tôi không có đứa con gái dám chống lại ba nó như vậy. Để tôi coi nó đi được bao nhiêu ngày. Nó hết tiền, nó đói bụng, rồi nó cũng quay mò về nhà thôi. Tiền là thứ mạnh nhất trên mọi thứ, bà có biết không? Dạ. Bà chủ, bà có sao không? Bà ngồi nghỉ một lát đi, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chị thử nghĩ xem, tôi là người ở giữa hai cha con. Tôi không biết làm sao để giải quyết cái chuyện này nữa. Không ai chịu nhịn ai hết. Ông đó thì ông độc đoán gia trưởng, còn Nhã Trân thì bất chấp cực đoan. Chị Tư, chị nghe giùm tôi đi. Tôi muốn nói chuyện với ông nữa, tôi mệt lắm. Dạ. Thưa ông chủ, tôi nghe. Có bà chủ thôi à. Con đây nè. Hồi nãy con bận chút việc nên không gọi lại cho dì Tư được. Má con có đó cho dì Tư? Có. Nhưng mà bà đang mệt lắm. Ủa? Sao vậy? Má con bệnh hả? Chị con nói chuyện với má con đi. Đâu có đâu. Trước khi mà con gọi về đó, ông chủ có gọi về. Rồi cái bà chủ tưởng con nên bắt máy. Hai bên nó căng thẳng lắm. Tôi hết mệt rồi. Nhà Trân phải không? Đi đây tôi nói chuyện. Dạ. Nhà Trân hả con? Alo, dì Tư ơi. Dì Tư nào? Má đây nè. Má bệnh hả? Má bệnh sao rồi? Má đỡ chưa? Con nghe nói má với bà căng thẳng lắm hả? Má đỡ rồi. Con đang ở đâu vậy? Má muốn gặp con nè. Má biết con không thể về nhà, nhưng má có thể đến gặp con mà. Má nhớ con và có nhiều chuyện muốn nói với con lắm. Con cũng nhớ má lắm. Nhưng bất đắc dĩ lắm con mới phải bỏ nhà đi. Con xin lỗi, nhưng con không thể đối diện với ba mà không có phản ứng. Mang tiếng bất hiếu thì con xin chịu, nhưng cứ để cho ba sai khiến, biến con và má thành công cụ của ba thì con không thể chấp nhận được. Má hoàn toàn chia sẻ với con, nhưng mà má muốn gặp con. Má nhớ con nhiều lắm. Má muốn được nhìn thấy con sống ra sao. Con cũng nhớ má lắm. Nhưng má phải hứa với con là không được cho ba biết con đang ở đâu. Ừ, con yên tâm đi, má hứa với con. Nè, con đọc số nhà đi, rồi má đến thăm con liền, nha con. Dạ. Cậu phải đưa tiền Nhã Trân hiện đang ở đâu cho tôi, rõ chưa? Dạ. Thưa chú con đi. Ừ. Trân, Trân ơi, Trân, mở cửa, Trân. Từ nhỏ tới giờ, Nhã Trân nó ở nhà, không có làm gì động tới móng tay hết á. Bây giờ ra ngoài một thân một mình, tôi sợ không biết nó xoay sở ra làm sao nữa. Trời ơi, chị đừng có lo, nó giỏi lắm nghe chị. Đó, cái quán này nè, là ý tưởng của nó đó. Ừ, thiệt sao? Dạ. Trời ơi, nó dạ. Còn biết cách tổ chức nha. Nó có cái tài gì con? Phát hiện nhân tài đó má. Cái tài phát hiện nhân tài. Là tôi nè chị. Là chị. Dạ, vì bao nhiêu năm nay ông xã tôi mất cũng cả chục năm rồi đó chị. Tôi có đụng chuyện bếp núc gì đâu.
Vậy mà nó phát hiện ra tôi là giỏi nữ công gia chánh, rồi nó khuyến khích tôi nữa chứ. Ai về đâu, khách khen quá trời. Vậy hả chị? Làm gì đập cửa hoài vậy bà? Ở dưới có người kiếm bà kìa, xuống lẹ đi. Ai vậy? Ai biết ai, trỗi xuống đi rồi biết. Mệt quá. Nhanh lên. Hổm rồi quán bán được lắm á chị. Tên 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 tên. Má. Xuống rồi. Dạ Trân. Má. Con. Nhã Trân sắp làm đám cưới rồi đó chị. Đám cưới? Đám cưới gì chị? Con và anh Hoàng Nam yêu nhau má biết mà. Con đành bỏ nhà ra đi cũng vì tình yêu này. Con cần sự bao dung của má để tụi con có thể được sống yên ổn bên nhau. Con đặt má về tình thế đã rồi. Má, má thương con đi mà má. Nha má. Má thương con. Má đã quyết định rồi. Má tôn trọng tình yêu của con. Con cảm ơn má. Vui quá. Hai đứa đã vượt qua thử thách để đến được với nhau, thì cũng phải thề chung thủy cho đến răng long đầu bạc nghe con. Quá ngon quá ngon bác. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Bà chủ, ông chủ về rồi. Vậy hả? Dạ. Ông có hỏi gì không? Ông hỏi bà đi đâu. Nhưng mà tôi nói bà đi chùa. Ờ dạ. Được rồi. Ông về lâu rồi hả? Bà đâu vậy? Gặp nó phải không? Tôi đi chùa. Ông hỏi kỳ vậy? Bà đi chùa hay đi gặp nó ai mà biết được. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Chị đi từ hồi nào về đây vậy? Nhìn kìa. Ủi đẹp quá. Anh chị đi hồi sáng. Anh hai, chở chị Nhã Trân về đi. Má bữa giờ nhớ chị nhắc chị hoài luôn á. Biết rồi, nhiều chuyện quá. Thôi em đi học đi, lát nữa về sớm nha. Dạ, hôm nay em học có một tiết à. Học xong em về liền. Nhanh nha. Dạ. Bye. Chị đó đẹp ghê á. Giống diễn viên Hàn Quốc quá à. Bộ người Việt của mình không ai đẹp hay sao mà bà lúc nào cũng Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan hết á. Nó mê phim Hàn Quốc quá rồi. Thấy ai đẹp á cũng Hàn Quốc hết tráo à. Chút mình không đẹp sao? Nhìn lâu riết tôi quen á. Mà nhìn con Trúc nó cũng giống diễn viên Hàn Quốc Kim Sa-siêu phải không? Mày biết Kim Sa-siêu không? Mà Kim Sa-siêu là ai vậy? Kim Sa-siêu là Kim Sa-siêu đó bà. Bà chưa ăn mì Sa-siêu bao giờ hả? Bệnh bất kỳ anh nói gì sao được.
Không sao đâu, má anh quen rồi. Bóp kèn vậy thì mới biết anh về được chứ. Vậy hả? Ủa, hai đứa mới về hả con? Dạ, con dạ, chào má. Ừ. Đi hồi nào mà bây giờ mới tới? Rồi cơm nước gì chưa? Dạ, hồi nãy tụi con về đây có ghé Vĩnh Long ăn rồi. Vô, đi vô nhà cho mát con. Đi vô mâm dạ. Nước uống. Ngồi đi tụi con. Tụi con ít quà biếu má. Trời ơi, về chơi được rồi mày đặt quà cáp làm chi không biết. Dạ, có gì đâu má. Hai đứa đi đường xa chắc là mệt lắm phải dạ. Không? Nè, uống nước đi nè. Dạ thưa má, hôm nay tụi con về đây để báo cho má một tin vui. Tin gì vậy con? Dạ thôi em nói đi, anh nhường cho phụ nữ nói trước á, ưu tiên mà. Anh nói đi. Em nói đi. Ôi, hai cái đứa này chuyện gì mà đùng qua đẩy lợi vậy? Dạ tụi con muốn thưa với má là tụi con sẽ tổ chức đám cưới. Thiệt vậy không con? Vợ rồi ông ơi. Rồi vô mời anh. Vô. Chắc tụi nó đang âm mưu làm thịt anh Hoàng Nam á. Bây giờ mày tính sao? Vô đi. Nhậu thì nhậu, nhưng có tiền mới nói tiếp được. Lần trước tốn thời gian nhưng mà chẳng được xu nào. Xin anh đừng có nóng. Lần này thì khác, nhưng mà quan trọng là anh có tìm được chỗ ở của cô ta chưa? Rồi, ngồi cho nói mày. Tin chưa? Vô. Vô. Má ăn nè má. Ngon quá à. Chị ăn thêm đi nè. Cảm ơn em. Anh hai, anh ăn đi. Dở em. Khi dễ người ta hả? Tự tay em làm đó nha. Đúng đó. Trúc, em làm món này ngon quá ha. Kiểu này chắc chị phải rước em lên nấu cho quán ăn quá. Thôi, em thương nó nên mới nấu vậy thôi, chứ nó nấu dở ẹt hả? Trời ơi, nói người ta nấu dở ẹt mà nãy giờ quên muốn hết nửa dĩa của người ta luôn. Không dám đâu, tại vì em đói bụng quá cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Ăn rau cũng thấy ngon nè, đâu phải em nấu ngon đâu. Thôi đi anh hai, ai nấu cái gì cũng chê hết.
Làm anh với má làm anh nấu ăn ngon như vậy mà anh cũng chê nữa. Con biết sao không? Tại hồi đó đó, hai bác chỉ có mình nó là con trai à, nên hai bác cứ cưng chiều nó riết, rồi bây giờ nó muốn gì được nấy đó. Dạ. Nhưng mà tới tay em mà đừng có nó muốn gì được nấy nghe. Ai vậy em? Số lạ em không biết. Nghe thử coi. Alo, tôi nghe nè. Mẹ nói vậy là sao? Cô Nhã Trang không nhận ra giọng của tôi sao? Xin lỗi, ai đầu dây vậy? Đúng rồi mà, đúng mày. Hơi ồn phải không? Cô thông cảm nha. Tại tụi tôi đang ngồi trong quán nhậu. Má cứ ăn cơm, con xin phép. Ừ, tự nhiên đi con. Anh Tám phải không? Phải. Anh đi thẳng vào vấn đề đi, tôi đang bận. Chuyện đó là mày sai. Tôi muốn gặp cô để báo cho cô biết một tin quan trọng. Anh nói đi, tôi đang nghe nè. Ở đây ồn ào lắm, nói ra không có tiện. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô và anh Hoàng Nam. Tới chừng nào tụi tôi có thể gặp cô được? Chiều nay được không? Bây giờ tôi không có mặt ở Sài Gòn. Hay là như vậy đi, chiều mai tôi sẽ gặp anh. Thời gian và địa điểm ở đâu tôi sẽ báo với anh. Được, tôi chờ cô. Sao rồi? Cậu nói là chiều mai gặp mặt. Vô. Má ăn cơm đi má. Em, ai vậy? Anh Tám. Anh Tám về Đinh. Nhưng mà có chuyện gì? Sáng mai mình về Sài Gòn sớm được không? Được, mày sao gấp vậy? Hai đứa mới về được có ngày à. Sao không ở chơi lâu lâu mà về sớm vậy tụi con? Dạ tại quán tụi con mới mở, đi lâu sao không có tiện. Nên tụi con phải về sớm, lần sau tụi con sẽ ở đây lâu hơn. Vậy là sáng mai hai anh chị về hả? Vậy sáng mai em gửi chị mớ cua, đem về chị Lam Anh với chị Bảo Châu ăn cho vui ha. Cảm ơn em. Lam Anh nhà Bảo Châu biết chắc nó vui lắm á. ăn đi tụi con. Dạ. Ăn nhiều vô. Hai anh vô đây ngồi đi. Hai anh uống gì? Cho hai ly cà phê đá. Hai anh tìm chỗ này dễ không? Cũng dễ. Mà hai người làm gì ở đây vậy? Không lẽ con Nhã Trần làm chạy bạn ở đây mày? Con gái của ông chủ công ty Đại Phát mà. Tụi em chạy bàn ở đây thiệt mà hai anh. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Đâu có gì đâu kỳ. Quán này là do tụi em cùng với bạn bè mở, cho nên vừa là nhân viên vừa là chủ luôn. Hai anh uống gì? Cho hai ly cà phê đá. Em ơi, hai ly cà phê đá. Dạ. Càng tiếp xúc với anh chị á, tụi tôi càng thấy thương anh chị nhiều lắm. Cảm ơn anh. Tôi không hiểu tại sao ba cô lại đối xử tệ với cô như vậy. Thực ra ba tôi chỉ muốn tôi nghe lời của ông ấy, nhưng tôi lại không nghe, cho nên mọi chuyện. Cô Nhã Trân, hôm qua tụi tôi đi nhậu, tình cờ gặp thằng Sơn. Nó bàn bạc to nhỏ với thằng Sửu Trọc và thằng Năm Thẹo. Anh có nghe tụi nó nói gì không? Cách mấy cái bàn có nghe được gì đâu. Hơn nữa cũng phải giấu mặt để tụi nó không ngó thấy, tưởng tụi tôi theo dõi. Nhưng theo kinh nghiệm của tụi tôi thì tụi nó gặp nhau để bàn tính, chắc chắn dính dáng đến hai người. Vì lần trước tụi nó hẹn nhau ở quán cà phê, bàn tính chưa xong, chưa ngã ngũ gì vì tiền bạc. Bây giờ ngã giá đã xong rồi,
thì còn chuyện gì ngoài chuyện của hai người nữa chứ? Anh Linh dự đoán rất chính xác. Chắc chắn tụi nó đang nhắm vào tôi. Đúng. Thành ra tụi tôi mới báo cho hai người biết để hai người đề phòng. Không biết tụi nó sẽ ra tay vào lúc nào và bằng cách nào, nhưng mình chủ động thì vẫn hay hơn. Chúng tôi cảm ơn hai anh đã giúp đỡ. Anh, nhân đây chúng tôi có một ít muốn gửi. Để... Không được. Sau cái vụ lần trước á, hai đứa tụi tôi đã cải tà quy chính rồi. Vì mến hai người á, nên tụi tôi mới tiếp tục trả nợ Ân Quán Giang Hồ thôi. Cảm ơn hai anh nhiều nha. Không có gì. Mời hả? Dạ, cảm ơn. Chị Tư. Dạ. Có khách tới tìm, nói tôi chiều mới về nha. Bà mặc chiếc áo dài này đẹp và hợp quá. Vậy sao? Mai lâu rồi, chưa có dịp, bữa nay mới lấy ra mặt đó. Ủa, mấy giờ làm lễ vậy bà? 11 giờ thì đàn trai tới. Tôi tiếc á, là không có đến dự được. Để coi nhã trân của tôi đẹp ra. Cảm ơn món quà. Nhà này nè. Dạ, anh cho em hỏi đây là đám cưới của ai vậy anh? Dạ, của cô Trân và cậu Nam. Dạ, em cảm ơn. Dạ, không có gì. Mấy bữa là cái quán, còn bữa nay có đám cưới. Ông tính sao? Tiền tụi tôi nhận rồi, không có trả lại đâu. Chờ chút. Alo. Dạ thưa chú. Chuyện gì vậy? Tụi con đang đứng trước nhà của Nhã Trân. Mà sao kỳ lắm chú? Kỳ là kỳ sao? Dạ, hôm nay là đám cưới của Nhã Trân và thằng Nam. Dạ, dạ con biết rồi. Dạ. Dám thách thức ta hả? Không có cái đám cưới nào hết. Thưa chị, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Tôi đại diện cho họ nhà trai sang nhà gái, xin cho trưởng nữ Lê Nhã Trân được kết duyên cùng trưởng nam Nguyễn Hoàng Nam. Dạ. Cảm ơn, mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Ông chủ ra lệnh cho hai đứa bay phá tan cái đám cưới này. Được, anh cứ yên tâm đi, 30 giây là xong ngay. Anh cứ đi trước đi, để tụi em lo. Ê, muốn gì? Giang hồ kiểu gì, tao mới hù con cầu bỏ chạy hết trơn. Bây giờ mời cô dâu và chú rể dâng rượu. Dạ con mời má. Cảm ơn con. Mời chị. Dạ mời chị. Mời anh.
Chị Tư. Dạ. Đóng cửa xong vào phòng gặp tôi. Dạ. Ông chủ, tôi lấy khăn lạnh và nước cam cho ông uống nha. Khỏi, bà nhà tôi đâu? Dạ, bà chủ đi ăn đám cưới rồi ạ. Đám cưới ai? Tôi không biết. Bà đi hồi nào vậy? Dạ, đi hồi sáng. Một lần nữa xin cảm ơn chị. Nhờ chị thương hai cháu mà mọi chuyện mới được suôn sẻ tốt đẹp như vừa rồi. Tôi không biết lấy gì để đền đáp. Chị đừng có cảm ơn tôi nữa. Tôi thương ba đứa này, đứa nào cũng vậy à. Từ hồi nó học trung học tới giờ. Tôi cảm ơn chị. Nữa, cảm ơn hoài à. Tôi nhận cái lời cảm ơn của chị nó nặng trình trình sao á. Chị không nhận lời cảm ơn của chị xui tôi á, thì thôi chị nhận của tôi nghe. Nữa, chị nữa. Ý mà tôi thấy hai người làm xui xứng ghê nghe. Hèn chi ông trời mới chịu kết duyên cho hai đứa đó chị. Đúng không? Không phải nhờ tôi đâu. Cảm ơn hoài ạ. Không phải là tôi khách sáo gì đâu, nhưng mà tôi ở tận dưới quê lên đây, tôi thấy chị lo toan mọi bề chu đáo cho hai đứa nhỏ. Thiệt, tôi cảm động lắm. Đâu có dễ gì tìm được người tốt mà nhiệt tình như chị. Dạ. Tôi cầu ơn trên phù hộ cho chị được hưởng phước lâu dài. Ý, chị cầu cho tôi hả? Chị cầu sao cho nhỏ này nè có được ông chồng đàng hoàng tử tế là tôi mừng lắm rồi chị. Má này, má làm như con ế độ không bằng á. Không phải. Má hỏi Nhã Trân với bội Châu coi, có phải bạn trai con xếp hàng dài dài mà con không thèm để ý đến không? Phải rồi. Dài à, dài lắm. Đánh lộn luôn á. Đến vậy luôn hả con? Trời ơi, chị đừng có nghe tụi nó bán lúa giống đó chị ơi. Nó nói xếp hàng mà tôi có thấy thằng mập ốm nào đâu đâu, cao thấp nào đâu đâu. Nó có là tôi mừng lắm má đó chị. Má này, mấy chàng đó đâu dám tới nhà mình đâu, tại vì sợ uy danh của má. Ê, đó trời ơi. Chị thấy không, nó tố cáo tôi là bà chằn hay sao á. Nam. Dạ. Con có thấy bác bà chằn không con? Dạ chút chút. Cái thằng này cũng là có rồi. Nhưng mà bà chàng dễ thương chứ bộ. Chắc vậy. Bây giờ tôi xin phép, tôi về. Chị à, chị ở lại chơi với hai cháu. Mai mốt trước khi chị về dưới á, tôi sẽ lại chơi thăm chị ha. Dạ, tôi cảm ơn chị. Chị ơi, chị đi đường về mạnh giỏi nghe. Với lại cho tôi gửi lời thăm anh nhà. Dạ, cảm ơn chị. Tôi về nghe chị. Dạ. Bữa nào tôi rảnh á, tôi ghé tôi ăn mấy món ăn chị nấu. Nghe mấy đứa này nó khen chị nè, tôi hái mộ chị lắm đó. Chị ăn rồi đừng chọc tôi nghe, mấy đứa này nó nói bậy bạ dữ lắm á. Chị làm á là phải ngon, dứt khoát là phải ngon. Cảm ơn chị. Thôi cô về nghe mấy cháu. Dạ xin phép hai chị tôi về. Con chắc má còn có chuyện gì muốn nói với vợ con. Mời chị. Má rất mừng khi thấy con hạnh phúc, nhưng mà má cũng xót xa khi thấy con vất vả quá. Không sao đâu má, tụi con tự lập được mà. Con cảm ơn má hôm nay đã đến với tụi con. Má thì làm sao mà bỏ con cho được. Má à, lát nữa má về nhà má gặp ba, má sẽ... Má hiểu ý con mà, má biết phải làm gì mà. Con đã giúp má nhận ra được một ý nghĩa trong cuộc sống. Con không giúp gì được cho má đâu, mà chính vì tình mẫu tử đã giúp má vượt qua được giới hạn của chính mình. Bây giờ má đã không sợ nữa, cũng giống như con đã không sợ khi yêu anh Hoàng Nam, dù bị ngăn cấm hay bị đe dọa. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ ba con phải không? Má nghĩ là chúng ta phải giúp ông ấy. Con thật sự chưa nghĩ ra phải làm cách nào để ba thay đổi những định kiến. Chắc má phải thay đổi rất là nhiều. Đương nhiên má phải cố gắng rồi. Để má tìm cách thuyết phục ba con để cho con về nhà sống. Con thương má quá. Để dành tình thương cho chồng con đi.
má chúc con được nhiều hạnh phúc. À, má cho con gửi lời hỏi thăm dì Tư. Má nói với dì Tư là sợi dây chuyền của dì Tư con đeo rất là đẹp. Chắc chắn là dì Tư sẽ rất là vui. Thôi, má về nghe con. Dạ, để con gọi taxi cho. Dạ, má về nha má. Má về nghe con. Dạ, bác về nha bác. Dạ, bác về. Dạ, chào chị tôi về. Dạ. Chị ở lại khỏe nha. Dạ, chị cũng vậy nha. Chị, khi nào lên chơi nữa nha chị. Tôi về nghe chị. Để em nhớ đó. À, cô về nghe má cháu. Dạ. Má về nghe con. Dạ. Má đi nghe. Chị về nghe. Dạ má về. Má đi nghe. Chào anh. Chào anh. Ê, cảnh sát giao thông kìa. Em thấy rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Thằng Đạt này lái không có chuyện gì đâu. Không ổn đâu. Quẹo vô cái ngõ phía trước cho tao. Gì vậy anh? Chạy vô đó chỉ cho cực vậy. Tao nói quẹo thì mày cứ làm theo tao đi. Lần sau anh phải chú ý nghe chưa? Dạ. Mày cứ chạy thẳng đi, hết con đường này sẽ ra con đường cũ, tránh được trạm kiểm soát của tụi nó. Anh đi hồi nào mà rành quá vậy? Chứ mày tưởng là tao ngồi không mà ăn được tiền của ổng hả? Ổng sai tao làm thấy mẹ luôn, coi tao như một thằng cu li. Ngày trước á, tao cũng hay lái xe chở hàng ngang qua đây nên rất rành đường. Em thấy có gì mà anh phải sợ công an dữ vậy? Cùng lắm thì đóng thuế mại lộ là tụi nó im liền chứ gì. Xe mình á chỉ chở mấy đồ nhựa gia dụng và mấy chục bao nhựa nguyên liệu thôi mà. Mày đừng có hỏi nhiều, cứ lo làm tốt nhiệm vụ tài xế của mày đi. Làm chuyện gì thì nên biết chuyện đó thôi. Biết chơi đúng luật thì mới có cái mà ăn. Em biết rồi. Xin chào các cô chú và các anh chị. Kính thưa các cô chú và các anh chị, hôm nay tôi và chồng tôi là anh Hoàng Nam nhận được sự ủy quyền của ba tôi để thay ông đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty Đại Phát. Tôi cần sự hỗ trợ của các cô chú và các anh chị để đưa công ty chúng ta đạt được những bước phát triển mới với phương châm đoàn kết, nỗ lực thành công, coi công ty là mái nhà chung của tất cả mọi người. Sự phát triển của công ty gắn liền với lợi ích thấy được của từng cán bộ, công nhân, không phân biệt là lãnh đạo hay là công nhân làm việc ở phân xưởng. Tôi mong quý vị sẽ giúp tôi hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nếu có gì không hài lòng, xin quý vị hãy gặp tôi trực tiếp để trình bày. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Nhân đây, tôi xin giới thiệu nhân sự mới. Ông Nguyễn Hoàng Nam được bổ nhiệm làm phó giám đốc kế hoạch. Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả mọi người.
Cho tôi hỏi, còn ai có ý kiến gì không ạ? À? Nếu không có ý kiến gì thì mọi người có thể vào phòng làm việc. Trưởng phòng nhân sự và anh Sơn, lát nữa qua phòng gặp tôi. Dạ. Dạ. Em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Thú thật, em còn bối rối quá, cứ như một giấc mơ vậy. Anh đã làm xong giấy tờ để ba má qua Mỹ trị bệnh rồi. Có thể tuần sau họ sẽ phỏng vấn. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em còn vướng mắc chuyện gì nữa à? Thì má làm anh, rồi bội Châu, rồi cái quán sinh viên của tụi mình nữa. Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Rồi em tính sao? Anh tính sao? Nếu như mọi người không có vấn đề gì khác thì cứ tiếp tục giữ nó hoạt động. Chúng ta sẽ vẫn tham gia một cách gián tiếp. Em thấy sao? Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục tới đó để phát triển quán sinh viên của tụi mình ha. Anh ơi. Ông Lâm đâu? Anh ơi. Anh. Thưa tổng giám đốc, em có ngàn mà anh ta cứ xông vào ạ. Được rồi, em ra ngoài đi. Dạ. Mời anh ngồi. Cảm ơn. Tôi muốn gặp bác Lâm. Ông ta ở đâu? Anh cần gặp ba tôi có chuyện gì? Thì ra cô là Nhã Trân, con gái của bác Lâm. Bác ấy vẫn thường nhắc tới cô. Rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Thái Duy. Chào anh. Đây là chồng tôi, Hoàng Nam. Xin chào. Chào anh. Anh đến đây gặp ba tôi có chuyện gì quan trọng không? Không những quan trọng mà rất quan trọng. Ba tôi đã ủy quyền tổng giám đốc công ty cho tôi. Anh có thể nói. Xin lỗi, việc này tôi không thể nói với cô được. Xin lỗi. Nếu tôi không biết chuyện đó là chuyện gì thì tôi không thể nói với ba tôi dù chỉ một lời. Vậy thì chào cô. Hai người làm ơn nhắn với bác Lâm á, là tôi cần gặp bác ấy gấp. Xin chào. Em có biết anh ta không? Chào ba má. Ba má. Con. Vậy rồi hả con? Công việc sao rồi? Tốt không? Dạ tốt. Mọi người rất ủng hộ con. Vậy mới là con gái rượu của ba chứ. Còn có chuyện này con muốn nói với ba. Có chuyện gì vậy con? Có một anh chàng tên là Thái Duy tự động xông vào phòng giám đốc. Anh ta cứ nằng nặc đòi gặp ba cho bằng được. Anh ta còn nói là chuyện rất quan trọng nữa. Dạ, tụi tôi đi nghe anh chị. Anh chị chuẩn bị đồ đạc đủ hết chưa? Dạ, tôi chuẩn bị xong hết rồi chị. Tôi tính làm mấy món đồ ăn cho Tuấn Trung, nhưng mà ông không cho. Tôi đã nói mà bà không nghe. Rồi làm thêm mấy món nữa. Nói bệnh kiểm dịch khó mang qua lắm. Đúng rồi. Ở bển đâu có món đó mà ăn. Thương con trai mình ghê. À, anh chị yên tâm đi. Tôi qua là để thuyết phục Tuấn Trung trở về.
À, công ty đang khuếch trương hoạt động nên rất cần một luật sư giỏi. Anh mà dắt Tuấn Trung về đây là tôi mừng hết lớn đó. Chứ hai vợ chồng tôi nói hoài mà nó có chịu nghe đâu. Bà làm như anh Lâm anh đi du lịch không bằng. Anh đi chữa bệnh, thời gian đâu mà nói chuyện này chuyện kia. Không sao đâu. À, tôi với Tuấn Trung vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Bệnh viện này cũng là do Tuấn Trung giới thiệu và đăng ký luôn cho tôi đó. À ba, ba qua đó cho con gửi lời hỏi thăm anh Tuấn Trung. Nói với ảnh là con rất muốn làm việc chung với ảnh. Anh rất tử tế. À. Anh nè, ở lại nhớ phụ giúp nhà Trân điều hành tốt mọi việc ở công ty. Ba sẽ liên lạc thường xuyên với con đó. Dạ, ba yên tâm mà chữa bệnh. Chúc ba sớm hết bệnh quay về. À, còn cái chuyện của Thái Di á, hai đứa không cần phải quan tâm tới. Tính tình của cô ta khó chịu ngang ngược, chỉ có ba mới trị được thôi. Dạ, tụi con nhớ rồi. Ba má qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. À, khi qua đó ba sẽ gửi về quà cưới đặc biệt cho hai đứa. Má, má nhớ ba nói gì rồi đó nha. Cảm ơn anh chị đã tiễn vợ chồng tôi. Có gì đâu. Chúc anh chị thượng lộ bình an nha. À, mà khi nào anh chị về nhớ báo cho vợ chồng tôi ra đón. Mà phải dắt Tuấn Trung về đây cho tôi à nha. Anh chị yên tâm, lần này á nhất định Tuấn Trung sẽ trở về. Chào anh. Chào anh. Dạ chào chị. Dạ, chào con. Dạ, con chào ba. Má đi nghe con. Dạ. Ba đi nghe con. Má đi nghe. Dạ. Dạ. Mời tổng giám đốc uống à. Em xin phép. Cảm ơn em. Đây là vận đơn của các công ty vận tải biển ở nước ngoài gửi cho Đại Phát. Ghi rõ các loại hàng hóa mà Đại Phát nhận được tại cảng. Nhưng có một thực tế là một số mặt hàng đã không được nhập vào kho của công ty. Vậy thì nó đi đâu? Và đó là mặt hàng gì? Hóa chất có, hạt nhựa nguyên liệu có, và nhiều thứ khác nữa. Đi đâu thì anh không rõ. Thế anh nghĩ chuyện này là sao? Giữa Thế Duy và ba chắc chắn phải có mối quan hệ như thế nào đó, nên ba mới giao khoán cho anh ta những thứ giấy tờ quan trọng này, để anh ta có thể ra hải quan nhận hàng. Sau đó, một số mặt hàng sẽ được chuyển đến một địa chỉ nào đó mà chúng ta không thể biết được, vì không lưu vào sổ sách của công ty. Không lẽ đây là đường dây buôn lậu? Những dấu hiệu bất minh thì đã rõ, nhưng để kết luận đây có phải đường dây buôn lậu hay không thì chúng ta cần phải xác minh lại. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Xin lỗi tổng giám đốc, em có cản nhưng anh ta cứ xông vào ạ. Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Dạ. Mời anh ngồi. Anh Thái Duy à, anh có cần gì và chuyện quan trọng như thế nào đi nữa thì tôi cũng đề nghị anh phải chấp hành những nội quy của công ty đề ra. Lúc trước tôi đến đây gặp bác Lâm chẳng có nội quy gì hết, tôi muốn vô thì vô. Nhưng đây là nhà Trân, không phải là ông Lâm. Rất tiếc là tôi không biết giữa anh và ba tôi có mối quan hệ làm ăn với nhau như thế nào. Anh có hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa anh và công ty Đại Phát không? Không. Hợp đồng giữa tôi và bác Lâm đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ tôi là tổng giám đốc, giữa anh và tôi lại chưa hề có niềm tin nào. Anh vui lòng đợi ba tôi trị bệnh xong sẽ giải quyết. Vậy bác Lâm không nói gì với cô sao? Ba tôi nói rất nhiều chuyện nhưng không có nói chuyện gì về anh hết. Vậy còn hàng hóa ngoài cảng thì sao? Công ty phải làm giấy tờ để tôi làm việc với hải quan. Nếu không có giấy tờ hợp lệ thì làm sao tôi lấy hàng ra? Anh, tôi sẽ đi với anh.
anh đi theo làm gì? Tôi là phó giám đốc, đại diện của công ty. Có gì trở ngại, tôi có thể giải quyết ngay tại chỗ. Nhưng mà bác Lâm có cần đi lần nào đâu, mà mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hai người đã làm khó tôi đúng không? Tôi không làm khó anh, tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Cô Nhã Trân nè, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Nguyên tổng giám đốc và là con gái ruột của bác Lâm. Ý kiến của chồng tôi cũng là ý kiến của tôi. Được, tôi sẽ tường trình chuyện này với bác Lâm. Anh cứ thoải mái. Nhưng ba tôi đang trị bệnh, tôi mong là anh không làm phiền. Cô Nhã Trân nè, cô sẽ phải chịu trách nhiệm với bác Lâm về lô hàng này. Chào cô. Loại người gì mà bất lịch sự quá vậy? Anh nghĩ không phải tự nhiên mà anh ta lại có thái độ ngạo mạn ngang ngược như vậy với chúng ta. Vậy theo anh đó là thái độ gì? Anh có cảm giác có một cái điều gì đó khuất tất ở đây. Trong mối quan hệ giữa Thái Duy và ba, nếu như em muốn có câu trả lời thì phải làm rõ mối quan hệ này. Nhưng anh ngại. Anh ngại chuyện gì? Giữa anh và ba đã từng có nhiều chuyện không hay xảy ra. Anh không muốn vì tên Thái Duy này mà vết thương cũ lại bị khơi dậy. Ba có thể nghĩ là anh vẫn còn để bụng chuyện cũ. Anh nói cũng phải. Thôi được rồi, chờ ba về rồi tính. Ba cũng gần về rồi, cuối tháng này sẽ về. Vậy là còn khoảng 2 tuần nữa. Ừ. Em à, vậy chiều nay anh xuống cảng lãnh hàng về nha. Trễ hạn là nộp phạt lưu kho đó. Dạ, anh cứ làm đi. Trời ơi, mời hả mày? Rồi quýnh lẹ đi, như lên. Đòi nè. Mày hả bưởi? Mày đi đi. Lẹ đi mày. Còn mày sao? Lẹ đi. Lẹ coi suy nghĩ gì lâu vậy? Mày. Trời đánh. Em nghe anh. Alo, anh Tám phải không? Dạ, có gì không anh? Anh và anh Đinh đang làm gì đó? Sảnh kìa. Dạ, đâu có làm gì đâu anh. Tất nghiệp dài dài nè. Vậy anh tới công ty Đại Phát gặp tôi đi. Có chuyện gấp đó. À, dạ dạ, tôi tới liền. Số đen như chó mực. Ê Đinh. Mày, trời, tao đang thua mà kiểu gì, để tao gỡ coi. Lẹ đi. Anh Hoàng Nam gọi điện cho tao, anh cần gặp tụi mình có chuyện gấp. Mày nói cái gì? Tao mày kìa. Anh Hoàng Nam gọi cho mày hả? Ừ. Vậy là có Quế Nhân phù hộ cho mày rồi. Mày chờ tao một chút, đánh hết chán bài này rồi đi. Đánh đi, đánh lẹ đi. Trời ơi, nhanh đi. Rồi tới tao hả? Rồi tới tao. Con xì. Quá, bỏ luôn. Không có hả? Con heo, tới luôn nè mày. Hai anh chuyển hàng về kho đi. Dạ. Anh Nam, nói thiệt với anh nha, nó không phải nịnh. Nếu thực sự mà tụi tôi không gặp được anh á, chắc bây giờ tụi tôi phải vô nhà đá ngồi gỡ lịch dài dài rồi. Tôi từng là tài xế xe tải, rồi dính vô ba cái xì ke ma túy rồi hút chích, rồi cứ đi xin việc ở đâu á, người ta cũng lắc đầu không cho. Rồi cái gặp cái thằng Tám này nè, nó rủ giật dọc kiếm ăn. Hôm đó mới gặp được anh đó. Mà cũng may, nếu không gặp được anh á, giờ này tụi tôi càng ngày càng lún sâu, chắc chết quá anh ơi.
Còn anh Tám thì sao? Em cũng yên như nó vậy. Đã bỏ hết chưa? Dạ thì cũng vô trung tâm một thời gian, cũng đang cai đó anh. Phải quyết tâm bỏ mới được. Còn gia đình, ba má anh còn không? Em còn bà già, thằng Đinh nó cũng vậy. Mấy anh dướng vô mấy thứ đó, lỡ chết sớm ai lo cho gia đình đây? Dạ chắc đi ra đường xách giỏ ăn xin chứ ai nuôi giờ anh. Thôi bây giờ hãy anh đi làm gì cho tôi, lấy tiền về lo cho gia đình. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ừ, đi đi. Dạ, anh thông cảm giùm cho. Tôi lu bu quá nên quên nhận hàng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Không xong rồi. Lạ lắm nha Nam. Bốn thùng này anh coi kỹ đi, nó khác với mấy thùng kia lắm á. Khác sao? Bốn thùng này kỳ lắm, sao nó giống giống. Giống cái gì? Phải nói không Đinh? Nói đó. Anh làm gì vậy? Anh Nam, mà túy đó anh Nam. Cái gì? Có thật không vậy? Em nói cho anh nghe nè, theo kinh nghiệm của em á, em bảo đảm với anh chắc chắn 100% cái này là ma túy. Em đã từng chơi cái này qua mà, anh cứ tin em đi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Được rồi, mấy anh đóng bốn thùng này lại rồi tiếp tục kiểm tra những thùng khác. Nhanh lên. Dạ. Sao có ăn cơm đi. Quá mấy, đi lãnh hàng từ sáng giờ mà không liên lạc gì. Con gọi qua chỗ quán của Lâm Anh chưa? Gọi rồi, anh không có ghé đó. Vậy cậu đi đâu ta? Có khi nào...
Cờ tới tay rồi, phải phất thôi. Cô nấu ngon quá. Còn nữa không? Còn chứ. Ăn bao nhiêu tô cũng được. Để bác làm tô nữa nha. Con chờ chút nghe. Cô gì con? Cô làm đi. Anh này. Bạn bè tôi hỏi thiệt ba câu này nha. Hỏi gì hỏi đi. Ở nhà bộ ăn hiếp anh Hoàng Nam lắm phải không? Em có ăn hiếp anh không? Có chứ. Thấy chưa? Cô có ăn hiếp chồng không à? Con nghe má ơi. Dạ. Má nói sao? Tiếng bị công an bắt hả? Dạ, con về liền. Dạ. Tiếng bị công an bắt rồi, tôi về trước nha. Khoan đã. Để tụi này đưa em về. Dạ, đi. Mẹ ăn xong đã rồi đi con. Lấy cái giỏ giùm tôi. Tụi con có chuyện phải đi gấp. Ủa sao vậy? Ăn rồi đi con. Ủa sao vậy? Con. Lát về con kể má nghe. Trời đất ơi. Cô không được vô. Đây là nhà của tôi. Mời cô. Đi vô. Má. Bảo Châu. Có chuyện gì con vậy má? Ơi. Bình tĩnh má. Tiếng. Có chuyện gì vậy? Tại sao anh tôi lại bị bắt? Con ơi, năn nỉ mấy anh đi con. Chúng tôi đây thuộc đội cảnh sát phòng chống ma túy. Tiếng và cô Hằng đây bị bắt vì tội tàn trữ và sử dụng chất ma túy. Con ơi con. Thôi. Con ơi, nó bị bắt chắc là chết mà. Bình tĩnh đi má. Anh thấy chưa? Anh hại má ra như vậy, anh vừa lòng hải dạ anh chưa hả? Ai làm đấy chịu? Má không phải là má tao. Tao không cần má thương hại. Anh có im đi không? Anh nói như vậy mà nghe được hả? Cô à, thằng Tiến nó bị bắt. Cô đừng có xúc động quá, anh không có sức khỏe đó. Cô biết ăn làm sao, nói làm sao với ba thằng Tiến. Ở ngoài đời để nó lại cho cô, mà bây giờ cô để nó bị bắt. Tôi không phải là con bà. Khóc lóc làm cái gì? Giả tạo. Anh là thằng khốn nạn vô liêm sĩ. Anh tại sao nó còn đuổi nè? Anh tôi chết quá cho rồi. Để cho má tôi có biết khổ như vậy hả? Nhức đầu quá nha. Mệt quá. Thôi bà Châu. Cô bình tĩnh đi. Để chúng tôi làm việc. Ugh!
Giờ này chắc ba má cũng gần ra rồi. Sao lâu vậy anh? Ừ, cũng sắp rồi. Vậy hả? Anh Lâm ra kìa. Đúng trúng, anh Lâm. Đúng trúng. Dạ, má. Con, má. Chào con. Cô chào ba mẹ. Dạ, chào bác. Chào con. Dạ. Chào anh. Chào, chào chị. Chào chị. Chào chị. Con khỏe không? Dạ, khỏe. Dạ. Đi con. Nhã Trân, chúc mừng hai người nha. Cảm ơn. Mình về đi con. Ba để con. À. Chào con. Bác có khỏe không bác? Chà, salon hoành tráng quá ha. Dạ. Nè, ba cậu mới mở hả? Dạ, ba con mà làm gì được bác. Của con đó. Con là chủ nhân của salon này. Nè, bác ngạc nhiên lắm đó. Dạ, con cảm ơn bác. Con mời bác vô trong. À. Con mời bác. Bác uống rượu nha. À, thôi khỏi. Bác sĩ không cho bác uống rượu. Cho bác ly cà phê được rồi. Dạ. Bác thay đổi nhiều quá. Chắc là con phải đi Mỹ một chuyến. Con có chuyện gì quan trọng muốn nói với bác? Trong thời gian bác vắng mặt, có rất nhiều chuyện quan trọng đã xảy ra. Sao con không gọi điện báo cho bác? Ở bên đó bác đinh ninh là ở nhà không có chuyện gì. Con không muốn bác phải bận tâm. Bác phải tập trung vào việc chữa bệnh nữa chứ. Dạ con mời chú, mời anh dùng cà phê. Cảm ơn cô. Dạ. Con mời bác. À. Bác muốn nghe chuyện quan trọng gì đó đã xảy ra. Ông quan rất nóng giận vì lô hàng vừa rồi bị phong tỏa. Hải quan à? Con quen biết gì với họ mà. Không phải con, mà là người khác. Ai vậy? Thằng Quang Nam, con rể của bác. Quang Nam? Bác cứ về hỏi nó thì sẽ biết. Ông quan cho biết lô hàng quá chất đó có một lượng lớn là heroin. À, thôi được rồi, bác sẽ về hỏi ngay. Bây giờ bác đã về rồi, công việc bị gián đoạn trong thời gian đó sẽ được nói lại ngay. Con nghĩ nói là hay không là tùy thuộc vào số lượng heroin đó đang ở đâu. Nếu không tìm thấy được thì con e rằng khó cho bác đó. Dạ, lô hàng này nè ba, thiếu 4 thùng. Tại sao thiếu 4 thùng? Con ra ngoài kêu thủ kho vào đây. Nó dám thông đồng với bọn xấu tuôn hàng ra ngoài. Lỗi không phải của họ ba, là con. Con? Dạ, con đã tiêu hủy 4 thùng hàng này rồi. Tại sao con dám làm điều đó hả? Vì đó là ma túy. Ba, ba không nên tiếp tục dấn sâu vào con đường nguy hiểm này. Tôi không cần lời khuyên của cậu. Bây giờ nè, tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật cho tôi. Cậu thiêu hủy nó hay là cậu bán lấy tiền xài? Bà yên tâm đi, không ai biết chuyện này ngoài con và Nhã Trân đâu. Nhã Trân? Tại sao cậu lại cho nó biết hả? Con không thể giấu Nhã Trân được. Đây là một sự việc rất nghiêm trọng. Bà, dù sao á thì bà cũng cảm ơn con, vì con là con rể tốt của bà. Thôi được rồi, ba sẽ nghe lời con. Ba sẽ bỏ hết tất cả để sống tốt những ngày còn lại thật bình yên.
Được chưa? Thôi mình về. Dạ, cảm ơn ba. Đi con. Dạ. Ba, bây giờ ba về rồi, tụi con rút lui để ba tiếp tục công việc nha. Công việc tổng giám đốc khó khăn như vậy, phải có người kinh nghiệm như ba mới điều hành tốt được. Muốn gì thì cũng phải để ba con nghỉ ngơi một thời gian, cho quen nước quen cái đã. Ba con mới vừa khỏi bệnh về, đi làm liền sao được. Má con nói đúng đó. Hai đứa cứ tiếp tục công việc đi, chuyện gì mà cần thiết lắm á, ba mới tham gia. Dạ, tôi Lâm nghe đây. Dạ, tôi mới trị bệnh từ Mỹ về. Ông khỏe chứ không Quan? À, dạ. Dạ. Thiệt tình, có bữa ăn mà cũng không yên nữa. Hết chuyện này tới chuyện khác. Má cứ ăn đi, lát ba xuống rồi ba ăn sao? Ngọ có nghe thấy gì? Báo lô hàng là thất thoát. Lý đã tìm ra chưa? Con rể tôi đã tự tay thiêu hủy lô hàng đó trước khi tôi về đây thưa ông. Tại sao anh ta lại biết chuyện đó? Dạ tôi cũng không rõ lắm thưa ông. Ngọ thì quá rõ ông Lâm rồi. Lý đã bị cậu ta phát hiện và theo dõi. Lý có tin rằng lô hàng đó chính xác là bị cậu ta thiêu hủy không? Nếu không lúng thì liệu gì sẽ xảy ra? À, tôi hiểu thưa ông. Nhưng tôi chỉ xin ông một cơ hội. Tôi sẽ đem sinh mạng của tôi ra để bảo đảm. Lý yêu cầu liệu gì? Tôi nghĩ đường dây vẫn còn an toàn, chưa có động tĩnh gì xảy ra. Tôi sẽ đền bù tiền về lô hàng đó. Ngày mai tôi sẽ chuyển về tài khoản ở Hồng Kông cho ông. Số tiền đền bù đó nói với ngọn không quan trọng. Liệu ngọ cần á chính là sự an toàn của lượng dây. Dạ tôi hiểu. Cho nên á, cơ hội mà ngọ chấp nhận cho Lý sửa sai á chính là cậu con dễ của Lý. Cậu thao là biết quá nhiều. Mà liệu đó là không thể chấp nhận được. Lý hiểu chứ? Vô mà không có cửa hả? Trời, ông sao vậy? Phòng tôi sao tôi phải gõ cửa? Hình như ông có chuyện gì phải không? Không, không có gì hết. Không có chuyện gì thì ông xuống ăn cơm đi, hai đứa đang đợi kìa. Bà, với hai đứa ăn đi, tôi no rồi. Ăn chút thôi. Ăn với uống cái gì nữa chứ? Bà không biết là cái bao tử của tôi đã bị cắt một phần rồi sao? Tôi xin lỗi. Ông nghỉ ngơi nha. Cho nên cơ hội mà ngọ chấp nhận cho Lý sửa sai chính là cậu con dễ của Lý. Cậu thao là biết quá rồi. Mà liệu đó là không thể chấp nhận được. Lý hiểu chứ? Vào đi. Thưa giám đốc có thư à? Cảm ơn em. Dạ. Anh ơi, hội chợ triển lãm quốc tế Malaysia mời công ty mình
dự hội thảo nè. Chừng nào vậy em? Một tuần nữa. Công ty Malaysia này có uy tín với quốc tế lắm. Anh nghĩ mình nên đi. Dạ, vậy để em thu xếp. Đi xe này thích quá à. Em ru mà còn có máy lạnh nữa. Ủa mà anh hai chở em đi đâu vậy? Cho em đi một vòng cho biết. Lỡ mai mốt không còn xe đâu mà đi. Sao lại không còn? Những người tử tế như anh, em tin chắc chắn sẽ được trời Phật phù hộ độ trì đó. Mà sao anh hai không chở má đi cho má biết mùi xe hơi đời mới? Em thấy má đi xe khách á, lần nào về cũng nằm sải tay sải chân hết trơn rồi. Vậy anh không muốn má biết chuyện này. Chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng? Sao anh đưa cho em cái này? Trong đây có cái gì? Em không hiểu. Đây là bí mật của ông Lâm và công ty Đại Phát. Anh đã ghi được. Chị Trân có biết chuyện này không anh? Không. Vậy là chị theo phe ba của chị hả? Không. Sao hai vợ chồng với nhau anh không đưa cho chị mà đưa cho em? Anh nghi ngờ chị gì phải không? Nếu biết ông Lâm làm ăn phi pháp và nóng trong tay, bằng chứng là cái USB này, thế nào nhà Trân cũng phản ứng mạnh mẽ chống lại ba mình. Anh e rằng lúc đó bọn họ sẽ không để yên cho nhà Trân. Em hiểu rồi. Nhưng mà em giữ cái này làm gì? Vì anh, giữ cuộc sống này. Chúng ta không thể nào làm ngơ trước tội ác. Sao anh không gửi thẳng cho công an tố cáo họ luôn? Vì anh còn lấn cấn chuyện nhà Trân. Anh không muốn cô ấy trở thành kẻ thù của cha mình. Được rồi, em sẽ giữ giùm anh. Nhưng em không được để cho má biết nghe chưa? Má sẽ lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Em tưởng đâu anh làm rể nhà giàu sẽ sướng lắm chứ. Tiền bạc thì xài phủ phê. Ai ngờ đâu là khổ như vậy. Nhiều khi mình đứng ở ngoài nên không biết được. Chưa đôi lúc đồng tiền dính máu em. Em mệt không đi với anh được. Anh đi nhớ về sớm nha. Anh vừa hội thảo xong là về với em liền.
Alo. Dạ thưa chị, có người ở bên công an gọi. Chuyển máy cho tôi. Dạ. Phòng cảnh sát giao thông công an Bà Rịa báo cho công ty biết chiếc xe Honda Civic màu trắng mang biển số 51A17. Anh uống nước đi. Cảm ơn. Thưa anh, tôi là giám đốc công ty Đại Phát. Chúng tôi được các anh thông báo về vụ tai nạn của công ty chúng tôi. Chồng tôi là người lái chiếc xe đó, hiện giờ anh ấy đang ở đâu thưa anh? Rất tiếc chúng tôi không tìm được thi thể của nạn nhân. Tại hiện trường chỉ có xác chiếc xe bị nạn. Có thể thi thể nạn nhân đã bị thủy triều cuốn đi. Trời ơi con ơi. Con ơi. Nhã Trân. Con sao vậy? Trời ơi. Ngồi xuống đây. Chị Thu ơi, chị Thu. Chị Thu ơi, chị Thu. Ơi, cái gì? Chị Thu ơi. Chị Thu ơi. Chị Thu, chuyện gì vậy? Báo đăng hình, thằng Hoàng Nam bị tai nạn rồi, nghiêm trọng lắm. Cái gì? Chị nói sao? Chẳng lẽ là thằng Nam thiệt? Máy đưa đây. Không phải anh Hoàng Nam đâu má. Báo họ lộn thôi. Hay là con gọi điện chị Trân để hỏi ha. Con gọi liền cho nó đi con. Chắc không phải, tôi lộn ai với Hoàng Nam thôi, không sao đâu. Chị nghe nè Trúc. Ở nhà có khỏe không? Bệnh tim của má có ổn không? Chị ơi, sao mà trên báo đăng anh Hoàng Nam bị tai nạn giao thông là sao chị? Có thiệt không? Sao con? Con Nhã Trân nó nói thì sao con? Không phải đâu em, chỉ là trùng tên thôi. Anh Nam đi Đài Bắc làm việc với đối tác. Em nói má đừng có lo lắng quá mà sinh bệnh đó. Để em báo cho má mừng nha chị. Cảm ơn chị nha. Sao con? Nó nói làm sao? Không sao đâu má. Anh hai đang đi công tác mà. Thằng Quảng Nam mà nó có mệnh hệ gì, chắc tôi chết theo nó quá chị Năm. Để từ từ coi sao cái đã chị. Biết vậy tôi không có báo cho chị hay đâu. Anh Tuấn Trung, em lên Trà Vinh có việc gấp. Có chuyện gì anh liên lạc điện thoại với em nha. Được rồi, để tôi yên tâm. Dạ cảm ơn anh. Chị hai, để em cầm cho. Má đâu em? Dạ má trong nhà á chị. Ủa con. Má. Má khỏe không má? Má khỏe. Ủa sao con đi hồi nào mà tới sớm vậy?
Má mới nghe con Trúc nó điện thoại cho con hồi sáng mà. Dạ con tự lấy xe nên đi nhanh lắm á. Con có mang theo ít quà để biếu má ăn Lý Thảo. Dì Trúc gọi cho nên con phải xuống đây gấp. Má bị bệnh tim cho nên đừng để bị xúc động mạnh, dễ nguy hiểm đến tính mạng lắm á. Trong khi đó điều kiện cấp cứu ở đây lại thiếu thốn, con không yên tâm chút nào. Má biết rồi, nhưng tại má lo cho thằng Nam quá thôi. Anh Hoàng Nam lúc này phụ trách mảng đối ngoại cho công ty nên cũng thường xuyên đi nước ngoài. Má đừng lo cho ảnh nữa, bây giờ đã có con lo cho ảnh rồi. Má cần phải sống lâu để vui với con với cháu nữa. Má lo là lo cho cô Trúc đây nè. Thôi đi chị, má của em á là má chỉ lo cho con trai thôi, còn con gái là bị bỏ ra rìa đó. Con gái mà được như chị Nhã Trân con đó hả, thì 10 đứa con trai cũng ra rìa luôn. Má à, con muốn thôi với má chuyện này. Chuyện gì con? Con muốn đem Trúc lên Sài Gòn vừa học đại học vừa làm việc tại công ty con. Thích quá à. Vậy là em được ở gần anh chị rồi. Má, má cho con đi nha. Rồi còn bà già này bỏ đây cho ai? Má đừng buồn, con sẽ nói với mấy dì cho đứa cháu nào đó đến ở với má cho vui, tiện thể chăm sóc cho má luôn. Với lại thời buổi này có xe tốc hành, điện thoại đầy ra đó. Trúc sẽ gọi cho má thường xuyên, thỉnh thoảng Trúc cũng sẽ về thăm má. Cần phải nghĩ đến tương lai của Trúc má à. Má nói là nói vậy thôi, chứ đâu phải má muốn nó ở sát bên má hoài đâu. Nó còn phải lo cho tương lai của nó, rồi còn phải đi lấy chồng nữa chứ. Thôi, con lên Sài Gòn á là con đi học, đi làm, còn lấy chồng không có đâu. Thôi, mấy cô đừng có nói giỏi. Bây giờ chưa có chồng thì nói vậy, chứ tới khi mà đám cưới rồi á, về ở nhà người ta rồi quên mất ba mẹ luôn. Thôi, con ghé thăm má một chút, con phải về, trên Sài Gòn nhiều việc lắm. Má khỏe mạnh là con mừng rồi. Sao con về sớm vậy? Ở chơi mai về cũng được mà, mấy khi con được xuống đây. Thôi được rồi, má để cho chị Trân về đi. Alo. Em đang ở đâu vậy? Em về nhà rồi. Sao em không đợi anh? Chuyện đó anh phải hỏi người khác chứ sao hỏi em. Anh thật sự... Em mệt rồi. Thôi em đi ngủ đi. Chào anh. Nhà Trân. Hôm qua anh muốn con khử nó để bịt đầu mối. Mình còn tiếp tục đóng màn kịch này cho đến bao giờ? Làm sao tìm ra được chứng cứ nó đã gây ra cái chết cho anh Hoàng Nam? Hỏi thẳng nó, nó đang yêu mình mà. Không, không thể được. Không đời nào nó lại khai ra tội ác trước mặt mình. Mình phải làm gì bây giờ? Xin anh hãy tha thứ cho em. Những gì em đang miễn cưỡng phải làm chẳng qua chỉ để tìm ra sự thật. Kẻ ác phải bị trừng phạt. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để em vượt qua thử thách này, nghe anh. Ủa, sao giờ này anh chưa tới nữa ta? Hả?
Em chào anh. Chào em. Em đi làm đúng giờ quá em. Anh cũng vậy mà. Tụi mình cùng vô nghe. Dạ. Đi em. Có chuyện gì vậy em? Trễ thang máy rồi. Đâu có sao đâu, mình đi chuyến sau cũng được mà. Mời em. Dạ. Vô đi. Dạ, thưa tổng giám đốc, có luật sư Tuấn Trung muốn gặp. À, dạ, mời cậu ta vào. Dạ. Dạ, mời anh. Cảm ơn. À, Tuấn Trung, ngồi đi con. Dạ, con chào tổng giám đốc. Uống nước đi con. Dạ, cảm ơn tổng giám đốc. Đừng có gọi chú như vậy, nghe xa lạ lắm. Dạ. Sao rồi, con đã quen với môi trường làm việc ở đây chưa? Dạ, có phần khác so với bên đó, nhưng con thấy cũng quen quen được một chút. Ừ. Vậy thì tốt. Nếu thấy có vấn đề gì khó khăn á, cứ nói với chú, đừng có ngại nha. Dạ. Còn chuyện của con với nhà Trân á, có tiến triển gì không? Dạ, chuyện đó... Những chuyện như vậy á, ai lại đi hối thúc phải không? Cứ để từ từ, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Dạ. Với lại có những chuyện đã qua, con cứ để cho nó qua đi. Chẳng hạn như chuyện chồng trước đã mất của con gái chú. Dạ, con không có ngại chuyện đó. Con chỉ e là chuyện... Chuyện gì? Dạ, có thể... Ôi, con yên tâm đi. Chẳng phải người ta nói thời gian là liều thuốc để chữa bệnh tốt nhất hay sao? Dạ, con cũng mong là như vậy. Đàn ông thanh niên là phải như vậy chứ. Anh nè, trưa nay con có bận gì không? Dạ, không ạ. Nếu vậy thì đi ăn trưa với chú. Chú có nhiều chuyện cần bàn với con lắm. Dạ được. À, dạ, cho con xin phép quay về con làm việc ạ. Ừ. Dạ, con chào chú. Dạ thưa anh, ừ. Bà Xuân mới điện thoại qua, kêu anh bớt chút ít để bà lấy xe liền. Nè, mày nói với bà ta, không bớt một cách. Suốt ngày bà ta cứ cù cưa, dầu nước vết mà kêu như kẹo kéo. Dạ. Dạ, em xin phép, em ra ngoài. Ừ. Dạ chú Lâm, con nghe nè chú. Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang ở salon của con. Chiều nay chú muốn gặp con ở chỗ cũ. Dạ, con sẽ tới.
Chào chú. Sao ông trời lại bắt chúng ta phải chia đôi? Sao những đôi lứa yêu nhau phải sớm nửa đường gãy gánh hả anh? Em thực sự chỉ muốn về thế giới bên kia cùng anh thôi, chờ dạng lời thề. Nhưng trước khi ra đi, em muốn những kẻ giấu mặt đã gây ra cái chết của anh phải trả giá. Nhã Trân, nước cam của con nè. Cảm ơn dì Tư. Con khóc phải không? Tại sao con khóc vậy? Chắc chắn con nhớ cậu Hoàng Nam nhiều lắm phải không? Bây giờ linh hồn của cậu đã được siêu thoát rồi. Nhã Trân, con uống nước cam đi nha. Sao dì Tư biết linh hồn của anh Hoàng Nam đã về trời? Những người tốt bụng như cậu ấy thì phải về trời thôi con à. Nếu mà bây giờ con chết, Nhã Trân, thì con có được về trời với anh ấy không? Được chứ. Con không lên trời thì ai lên trời? Nhưng tại sao con lại nói vậy? Con còn cả một tương lai trước mắt mà. Tương lai đó mà không có anh Hoàng Nam thì còn có nghĩa gì nữa? Dì Tư ơi. Gì hả con? Con thấy anh ấy rồi. Đâu? Anh ấy đang đứng sau đám mây kia và dãy gọi chúng ta kìa. Con chào chú. Con ngồi đi. Dạ. Cô uống gì? Cà phê được rồi chú.
Dạ anh uống gì? Cà phê đi em. Dạ. Chuyến hàng vừa rồi con làm khá lắm. Ông chủ nhờ chú chuyển lời khen tới con. Dạ, cũng nhờ chú giúp đỡ. Con còn trẻ, tương lai còn dài, phải cố gắng để xây dựng sự nghiệp. Dạ, những gì cháu có được ngày hôm nay á cũng nhờ có bàn tay của chú giúp đỡ. Nếu không có chú, cháu bất quá cũng chỉ là một tay chơi mà thôi. Không chừng bây giờ cũng không có chốn nương thân. Con nói không đúng sao? Ờ thôi, đúng quá đi chứ. Chúng mừng á vì con đã nhận ra được điều đó. Làm người á mà không biết mình là ai thì làm sao làm được chuyện lớn. Kỳ này con vẫn làm như kỳ trước hả chú? Không, không có gì phải dội. Chú mời con ra đây không phải vì chuyện đó. Vậy là chuyện gì? Chú nghe nói là đêm nào con cũng đi vô trường phải không? Dạ, nhưng mà chỉ là giải trí thôi mà chú. Đàn bà không phải là sự giải trí phù hợp cho công việc của chúng ta. Vì họ rất dễ phản trắc. Họ đến với chúng ta vì đồng tiền, và cũng sẽ quay lưng lại vì đồng tiền. Nhưng nếu không đến đó, con sẽ rất buồn. Chú cũng biết nhiều về hoàn cảnh của con mà. Con không có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Ba con lại sống với người đàn bà khác, cho nên con rất cần tình yêu. Làm gì có tình yêu trong cái thế giới hỗn độn và loạn lạc này chứ. Đàn ông chúng ta cần đàn bà ở sự phục tùng và tình dục. Đơn giản như vậy thôi. Quyền lực và tiền bạc mới là thứ cần thiết để chứng tỏ chúng ta là ai. Con hiểu chú muốn nói gì chứ? Dạ hiểu. Có vẻ như con không tán thành ý kiến của chú. Dạ con. Chú cần sự trung thực, con cứ nói thẳng. Chú nói điều này là mệnh lệnh hay chỉ là sự trao đổi ý kiến? Nếu như là mệnh lệnh á, con sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Đây chỉ là ý kiến riêng để cho con tham khảo thôi. Vậy thì con không thể sống vui vẻ mà không có đàn bà bên cạnh. Với cả bọn cái làm tiền. Nếu đồng tiền có thể mua được sự phục tùng. Vậy con đã mua được sự phục tùng chưa? Nếu đã bước chân vào đó thì không có một người đàn bà nào có thể từ chối đồng tiền. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện trước kia thôi. Còn bây giờ thì khác. Có một người đàn bà không giống như bọn kia, quấy từ chối đồng tiền của con. Ai vậy? Con làm chú cảm thấy tò mò rồi đó. Chú biết cô ấy? Chú biết. Là Nhã Trân. Nhã Trân? Ủa, chị Trân, chị còn ở đây đỡ quá, chị kẹt xe hả? Không, tôi dậy trễ, hôm qua tôi về khuya quá. Ủa, chị biết sáng nay mình hợp vụ gì không chị? Anh là trợ lý của ba tôi, anh không biết làm sao tôi biết. À, chú Lâm dạo này kín miệng lắm, chỉ nói những điều cần nói thôi. Đáng lẽ chị là con trong nhà, chị phải biết chứ. Tôi không quan tâm. Tháng tới, sẽ có một hội chợ thương mại tại Phnom Penh. Tôi muốn công ty Đại Phát sẽ có một gian hàng để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của công ty. Tôi cần thành lập một nhóm. Xin lỗi, tôi tới trễ, tôi không được khỏe. Thưa tổng giám đốc, tôi bị kẹt xe. Cô Nhã Trân, nếu cô không khỏe, cô có thể về nghỉ ngơi cho khỏe. Không thể có những ý tưởng sáng tạo mới mẻ khi sức khỏe không được ổn. Vậy thì tôi xin phép.
Cô Sơn, cậu cũng không nên có mặt trong cuộc họp này. Kẹt xe không phải là lý do. Dạ, xin lỗi giám đốc, xin lỗi tất cả mọi người, sẽ không có lần thứ hai ạ. Thay vì có mặt ở đây, cậu nên về nhà suy nghĩ làm cách nào đến công ty mà không bị kẹt xe. Dạ. Dạ, tôi xin phép giám đốc. Chào tất cả mọi người. Nhã Trân cần phải giữ gìn sức khỏe. Bà đã gặp Nhã Trân rồi đó. Bà thấy Nhã Trân là sao? Tôi thấy bà không còn giống như trước nữa. Nhìn bà lạnh lùng hơn. Và đặc biệt là cách ăn mặc nữa. Sexy buông thả đúng không? Tôi nhìn vào mắt Nhã Trân, tôi thấy nó có cái gì đó khó nói lắm. Thấy cái gì là thấy cái gì? Giống như ánh mắt của một người đang oán hận. Oán hận? Ừ. Hận ai? Tôi cũng không biết nữa. Đôi khi tôi thấy thoáng qua là như vậy đó. Mà cũng có thể là không phải như vậy. Ừ, chắc là tôi đang nghi quá. Chả nước của hai chị à? Cảm ơn em. Hai chị có gọi thêm gì nữa không ạ? À, được rồi em. Có gì chị sẽ gọi em sau ha. Dạ. Cảm ơn. Vậy ngoài những chuyện đó ra, bà thấy bà Trân có chuyện gì lạ khác nữa không? Giờ thì chưa. Tôi á, thì tôi không hiểu lý do tại vì sao bà Trân lại xích mích với mấy người trong vũ trường nữa. Có gì khó đâu. Ủa, vậy ý bà là sao? Thì chắc là do ganh tị hay là về đàn ông chẳng hạn. Đàn ông? Ừ, đúng rồi, chỉ có như vậy thôi. Nè, anh Duy. Châu. Châu, bà làm gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn thôi là biết được không phải người tốt rồi. Anh khỏe không? Tao thì khỏe rồi. Ủa, người quen của bà hả? Không phải. Chỉ là... Là sao? Tối qua tôi thấy cái gã đó đó đi cùng với Nhã Trân nhà mình đó. Cái gì? Bà sao vậy? Trân sao vậy ở đây? Tôi đang ngạc nhiên quá cỡ đây nè. Sao lại ngạc nhiên? Chứ còn gì nữa. Không thể tin được Trân nó có thể đi với cái loại người như vậy đó. Nhờ anh giúp mà công việc của em thuận tiện lắm. Vậy à? Dạ. Tôi cũng chả hiểu tại sao Nhã Trân nó lại chịu cái kiểu người đó đó. Kiểu đàn ông con trai như vậy đâu phải là sở thích của nó đâu. Tôi cũng đồng quan điểm với bà luôn á. Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Ủa, tôi hẹn bà tới đây là để cùng nhau nghĩ cách. Tự nhiên giờ bà hỏi tôi sao, tôi biết nói sao? Tại lắm lúc tôi cũng hơi vô tư mà. Tôi sợ bà luôn á. Nghĩ cách lẹ lên đi, mệt quá. Cách gì đây, cách gì đây? Anh để em. Thôi được rồi, để tao tính cho. Dạ. Đợi anh chút. Cho anh gửi. Khỏi thối nha. Hôm nay tao bao mày từ A tới Z luôn đó. Thiệt hả? Tôi nghĩ ra cách rồi. Cách gì vậy?
Bây giờ ha, tụi mình sẽ đi qua nhà Nhã Trân. Rồi sao nữa? Đơn giản vậy mà bà cũng không hiểu hả? Nói lẹ lên đi, mệt quá. Tụi mình sẽ qua nhà khuyên Nhã Trân. Trời ơi, tưởng cách gì hay lắm. Có vậy thôi hả? Cách này được quá rồi còn gì nữa. Hơi mệt quá à, đành là vậy thôi chứ sao giờ. Có còn đỡ hơn không có. Tính tiền nha. Em ơi, tính tiền đi. Dạ. Quỷ khùng điên gì đâu. Con sao ông con nó má phẻ lắm. Con ở đâu à? Hả, lúc lại con làm ăn sao? Dạ được. À vậy hả? Dạ. Con à, con phải làm ăn thì làm ăn phải giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Không được đâu. Không có nên vậy, bớt lại bớt ăn lại nha con. Dạ dạ. Giữ gìn sức khỏe. Ở giờ con đâu à? Đang sau lưng má nè. Bên tay trái nè. Con nè. Gì kỳ vậy? Nói với anh hoài mà sao anh cứ chọc tôi hoài vậy? Khuya hôm vậy mà anh cứ kêu điện thoại rồi anh gì đâu trời ơi, thiệt trời ơi, tự nhiên rồi cái em khóa cái cửa lại không cho tôi vô. Con chào dì Tư. Dạ con chào dì ạ. Ừ, chào hai con. Dạ. Hai con tới tìm Nhã Trân hả? Dạ. Vậy vào nhà đi con. Con cảm ơn dì. Con cảm ơn dì. Ừ. Đi. Vô đi con. Dạ. Sao Tấm nào? Bị tôi sắp làm vợ là ảnh rồi. Sao Tấm chủ trại hòm đó. Trời ơi. Con chào bác. Chào hai đứa. Chào thưa bác. Ngồi đi con, ngồi đi con. Dạ. Dạ. Ngồi đây với bác. Dạ. Đây. Bác khỏe không bác? Bác khỏe. Chà. Hai đứa lúc này đẹp ra đó nghe. Tụi con già chát à. Ế độ rồi bác ơi. Ủa? Hai đứa hôm nay tới đây có việc gì không con? Ờ, dạ, tụi con qua đây để tìm Trân. Trân có nhà không bác? Vậy thì tụi con tới trễ rồi. Ừ, ý bác là... Nó đi đâu từ sớm rồi. Vậy bác có biết Trân đi đâu không bác? Bác cũng không rõ nữa. Mà chắc có chuyện gì đó cho nên nó mới đi sớm như vậy á. Châu. Ừ? Giờ sao đây? Hai đứa tìm Trân có gì gấp hả? Ờ, dạ, cũng không có việc gì gấp đâu bác. Dạ đúng rồi đó bác, không có gì đâu. Tụi con chỉ muốn qua đây thăm Trân thôi. Dạ. Dạ. À, sẵn đây bác có chuyện muốn hỏi hai đứa. Chuyện gì vậy bác? Chuyện là như vậy. Cẩn thận đó. Em có vui không? Em vui. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà em cảm ơn anh. Được đi với một cô gái đẹp như em thì còn gì bằng. Anh chỉ được cái dẻo miệng. Mà cũng vì vậy nên em mới thích anh đúng không? Người gì mà tự tin thế ớn. Anh chỉ giỡn một chút thôi. Em rất là đẹp. Nhã Trân. Anh xin lỗi. Anh chỉ là anh không thể kiềm chế được mình khi gần em.
Thôi được rồi, anh không cần phải nói nữa, em không sao đâu. Anh xin lỗi, anh... Anh đi về đi, bye nha, anh đi về đi. Trân à, nghe nói đi Trân. Chuyện là như vậy đó hai đứa. Thật sự con cũng thấy làm lạ lắm. Bác cũng không biết tại sao Nhã Trân nó thay đổi nhiều như vậy. Từ trước tới giờ Nhã Trân nó đâu có như vậy đâu. Sao bây giờ nó lại sống buông thả như vậy chứ? Bác à, hay là có khi nào tại cái chết đột ngột của anh Nam đã ảnh hưởng tới tâm trí cô Nhã Trân rất là nhiều. Bác có nghĩ vậy không bác? Bác cũng nghĩ như vậy. Có thể Nhã Trân nó chưa quên được nỗi đau của nó. Không có gì mà đau khổ bằng chuyện mình mất đi người mình yêu thương nhất đâu bác à. Đối với Trân, Hoàng Nam là cả một thế giới, là một người chồng hoàn hảo. Trân luôn muốn xây dựng một gia đình ấm áp, hạnh phúc với anh Nam. Vậy mà theo con nghĩ, chắc chắn một chuyện đau buồn như vậy đối với một cô gái như Nhã Trân sẽ khiến cho Trân thay đổi ít nhiều. Bác hiểu mà. Nhưng mà bác à, con tin chắc ở Trân có một điều gì đó mà chúng ta chưa hiểu hết được. Chẳng hạn như là một điều bí mật. Nè hai con uống nước đi. Dạ cảm ơn dì Tư. Dạ con cảm ơn dì Tư à. Bà chủ, bà có sao không? Tôi không sao đâu.
Hay để tôi lấy thuốc cho bà uống nha. Này bác. Cảm ơn con. Hai đứa uống nước đi con. Dạ. Dạ.